Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Cho dù chết trong tay Ono Kazuo, cũng tuyệt đối không thể để cho những thứ xúc sinh này xem thường quân nhân Hoa Quốc. Ngay khi Từ Kiêu Long chuẩn bị đứng dậy, Tần Vũ bên cạnh vội vàng đè bả vai Từ Kiêu Long xuống, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Từ Kiêu Long, tỏ ý ông ta tuyệt đối không được kích động. Mục đích của đối phương vô cùng đơn giản, muốn dùng phép khích tướng, khiến cho Từ Kiêu Long ra tay với Ono Kazuo, sau đó chém chết thống soái chiến khu Hoa Quốc ngay trước mọi người, dùng chuyện này để sỉ nhục Hoa Quốc. Đối phương lấy danh nghĩa so tài, dù phía Hoa Quốc nghiêm chính nghênh chiến, cũng tuyệt đối không tới mức hai nước khai chiến, càng đừng nói tới trả thù rửa hận cho Từ Kiêu Long. Thấy Từ Kiêu Long lại ngồi về chỗ cũ, Ono Kazuo đắc ý đánh giá Từ Kiêu Long nói, sao hả, chủ soái Từ từng ngông cuồng không coi ai ra gì, hôm nay lại nhát gan như chuột vậy à? Nếu như chủ soái Từ lo lắng quyền cước không có mắt rồi bỏ mạng, vậy cũng có thể cúi mình xin lỗi với quân đội nước Vi Hào chúng tôi, dùng để cúng tế anh linh mấy trăm ngàn tướng sĩ nước Vi Hào chúng tôi. Hắn vừa nói vừa lấy từ trong ngực áo ra một miếng bia anh linh, để trên một cái bàn trống bên cạnh, còn ra hiệu mời Từ Kiêu Long. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt Từ Kiêu Long đã siết chặt hai nắm đấm. Bảo thống soái Hoa Quốc cúi người xin lỗi quân nhân nước Vi Hào. Căn bản không làm được, cho dù chết, Từ Kiêu Long cũng tuyệt đối sẽ không cúi người trước những tên xúc sinh này. Trong mắt Từ Kiêu Long, đám xúc sinh này chết cũng chưa hết tội. Không bằng xác bọn họ ra nghìn mảnh đã là đối xử nhân từ nhất với bọn họ rồi. Tần Vũ vội vàng vỗ bả vai Từ Kiêu Long, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị từ lâu, định dùng kế khích tướng, chọc giận Từ Kiêu Long hoàn toàn. Tần Vũ nghiêng đầu nhìn hai người Trương Lăng Phong nhưng hai người họ lại lắc đầu. Tuy bọn họ có lòng, cũng có thực lực thay thế Từ Kiêu Long đánh một trận, nhưng hai người họ đều không phải là người trong quân đội Hoa Quốc. Ono Kazuo nói rõ, chỉ hy vọng so tài với quân đội Hoa Quốc. Dù hai người họ có lòng nghênh chiến, nhưng cũng không có cớ để ra tay. Hừ, xem ra, quân nhân Hoa Quốc, đúng là đều ỷ mạnh hiếp yếu, theo tôi thấy, chỉ bằng vị tướng quân này cứ cúi mình bái lại đi, dẫu sao cúi người là an toàn nhất. Vừa có thể an toàn tính mạng, vừa có thể giữ mặt mũi chu toàn. Người da trắng Âu Lục bên cạnh cười đùa hí hửng nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng như băng từ hướng lầu hai vọng uống. Ồ, ai muốn khiêu chiến quân đội Hoa Quốc chúng tôi vậy? Tôi nhất định sẽ theo tới cùng. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Tiêu Chính Ăn chậm rãi bước xuống cầu thang đi về phía phòng khách. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, gần như cả hội trường đều trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Người có danh tiếng, cây cao bóng lớn, tiếng tăm của Tiêu Chính Văn không chỉ vang danh ở những quốc gia quân giới, mà dù ở giới võ thuật cũng là nhân vật nổi trội. Không chỉ sắc mặt của mấy người Âu Lục đang hóng hớt chuyện cười của Hoa Quốc trở nên khó coi, mà đến cả vẻ mặt của Ono Kazuo cũng đỏ chót. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần Tiêu Chính Văn đứng trước mặt mọi người cũng đã thay thế cho ngàn lời vạn chữ. Khiêu chiến quân đội Hoa Quốc ư? Ai cho kẻ đó lá gan và dũng khí để thốt ra mấy lời huênh hoang này? Ai mà chẳng biết Tiêu Chính Văn nổi tiếng quả quyết, sát phạt. Anh Tiêu à, thật ra tôi chỉ muốn so tài với thống soái của quân đội Hoa Quốc thôi, chứ không có ý coi rẻ võ đạo Hoa Quốc đâu. Ono Kazuo vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn bây giờ không thể xem là người của quân đội Hoa Quốc. Ít nhất thì từ sau khi linh khí hồi phục đến nay, Tiêu Chính Văn đã không còn chủ trì bất kỳ chiến khu lớn nào nữa. Dù gì thì trước mặt Tiêu Chính Văn, Ono Kazuo vốn chẳng có cơ sở gì để ngông cuồng, dù so tài chỉ huy thiên quân vạn mã, lập kế hoạch tác chiến, hay so về lực chiến cá nhân, Tiêu Chính Văn luôn là sự tồn tại mà hắn vĩnh viễn không thể vượt qua. Giờ phút này, ngay cả gã đàn ông Âu Lục nãy giờ cứ cười nhạo Từ Kiêu Long cũng đang vô cùng hối hận. Nếu gã sớm biết Tiêu Chính Văn cũng đến Vi Hào thì dù bọn kia có nói gì cũng sẽ không hùa theo người Vi Hào đi gây chuyện thị phi. Không không không, mấy người đừng hiểu lầm, chẳng phải ban nãy có người muốn so tài với quân nhân Hoa Quốc chúng tôi sao? Nếu muốn so tài với quân nhân Hoa Quốc, vậy Tiêu Chính Văn tôi cũng được coi là một thành viên của quân đội Hoa Quốc đấy. Tôi đồng ý với cuộc tỉ thí này, và tôi tin là mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì. Tiêu Chính Văn nói xong thì lấy giấy chứng nhận quân nhân của mình ra. Đừng thấy Tiêu Chính Văn không lên chiến trường nhiều năm mà lầm, tất thảy chức vụ mà anh nắm giữ đều được giữ nguyên.
Có thể nói, thống soái thực sự của Bắc Lương chính là Tiêu Chính Văn, Liễu Thanh chỉ là người đại diện như trước kia, chỉ cần Tiêu Chính Văn trở về, anh ta vẫn là phụ tá của Tiêu Chính Văn mà thôi. Anh Tiêu nói quá lời rồi, nếu biết sớm anh Tiêu cũng ở đây, tôi không bao giờ dám lỗ mãng đâu. Ono Kazuo cũng không ngu, lựa chọn duy nhất trước mắt hắn chỉ có thể nhận thua thiệt trước mặt Tiêu Chính Văn. Bằng không, thua trong tay Tiêu Chính Văn thì không bàn đến việc mất mặt, lỡ sơ sẩy cái thì tới mạng của hắn cũng đi tong luôn, thật sự không hề có lợi tí nào. Tôi nói quá lời, không, chẳng qua tôi chỉ muốn chứng minh với thế giới rằng, quân nhân Hoa Quốc chúng tôi không phải kẻ nhu nhược, đồng thời, tôi cũng muốn nói cho toàn thế giới này, quân nhân Hoa Quốc sẽ không cúi đầu tạ tội trước những thứ không bằng heo chó kia. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ tay vào bia anh hùng trong tay Ono Kazuo. Anh Tiêu, anh đừng hiểu lầm, tôi, chẳng qua tôi chỉ. Không cần giải thích, bây giờ tôi sẽ thay mặt quân đội Hoa Quốc xuất chiến, nếu đã đại diện quân đội thì chi bằng chúng ta dựa vào quyền cước quân đội cơ bản nhất để tiến hành cuộc so tài, anh thấy sao? Tiêu Chính Văn cắt ngang lời Ono Kazuo, nghiêm giọng nói. Anh Tiêu à, tôi nào dám so chiêu với anh đâu, với lực chiến của anh, ngay là võ sĩ hàng đầu Vi Hào chúng tôi cũng không phải đối thủ. Huống gì là một nhân vật nhỏ nhoi như tôi. Và lại, trận pháp của Hoa Quốc vô cùng ảo diệu, anh Tiêu đây lại là người hiểu sâu về tinh túy trong đó, tại hạ thật sự không dám đánh lôi đài với anh Tiêu đâu ạ. Ono Kazuo vội vàng giải thích. Thực lực của Tiêu Chính Văn kinh khủng cỡ nào, trong lòng Ono Kazuo hiểu rõ, sao dám ra tay với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể đánh hắn thành mảnh vụn. Đừng nói là một mình hắn. Tất cả mọi người cùng xông lên cũng chả ai dám ra tay với Tiêu Chính Văn. Trận pháp, tôi đã nói rồi, chỉ dùng quyền cước trong quân đội, tuyệt đối không cần bất kỳ trận pháp nào, sao nào. Như vậy cũng không coi như là bắt nạt anh chứ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói. Tần Vũ nghe thấy thế thì không khỏi nhíu mày, quả thật là thực lực của Tiêu Chính Văn bất phàm nhưng tất cả những thứ này đều dựa vào sự hiểu biết cũng như tính lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn về trận pháp. Nếu trừ đi những thứ kia, thì tổng kết lại thực lực của Tiêu Chính Văn cũng chỉ tầm cảnh giới nhân vương cấp 5, vốn không thể lội ngược dòng. Nói cách khác, trong trường hợp không dùng đến trận pháp, sao anh có thể là đối thủ của Ono Kazuo được? Hầu như tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía Ono Kazuo, Tiêu Chính Văn nói rõ ràng vô cùng, tuyệt đối không dùng tới bất kỳ trận pháp nào, trong số những người ở đây cũng có người là cao thủ nhân vương cấp 2 trở lên. Chỉ cần Tiêu Chính Văn sử dụng trận pháp, bọn họ sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Nếu Tiêu Chính Văn đảm bảo không sử dụng trận pháp thì thật ra người chiếm thế thượng phong là Ono Kazuo. Dẫu sao Tiêu Chính Văn có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một cục thịt biết đi mà thôi. Không có sự củng cố của trận pháp, Tiêu Chính Văn chẳng khác nào đang đối đầu với người có thể tùy ý điều khiển sức mạnh đất trời như Ono Kazuo. Chuyện này chẳng khác gì châu chấu đá xe cả. Mà ngẫm kỹ lại thì mỗi lần Tiêu Chính Văn lội ngược dòng đều dùng trận pháp tuyệt diệu để chiến thắng đối thủ. Ono Kazuo đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng cuối cùng, hắn cũng không có dũng khí đánh một trận với Tiêu Chính Văn. Thấy Ono Kazuo cúi đầu không nói, Tiêu Chính Văn cười khẩy, sao thế, quân nhân Vi Hào mấy người đều là đàn bà cả à? Không phải ban nãy anh còn kêu gào muốn đánh một trận với quân đội Hoa Quốc chúng tôi sao? Ono Kazuo nuốt nước bọt. Mấy lần ngẩng đầu u nhìn Tiêu Chính Văn, hắn rất muốn gật đầu nhưng trong đầu luôn vang lên âm thanh cảnh cáo. Chuyện này, Ono Kazuo lo lắng đến mức mồ hôi lạnh chảy ướt lòng bàn tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, giờ phút này, đối mặt với truyền thông của các nước khác, cùng với mấy chục võ sĩ Vi Hào sau lưng, hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sợ à, sợ cũng được. Chỉ cần anh chỉ tay vào tấm bia anh hùng Vi Hào kia mắng ba tiếng không bằng heo chó thật lớn, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận tội với tôi và tướng quân từ Kiêu Long là được. Những lời lúc trước anh nói, tôi cũng có thể làm như chưa từng nghe thấy gì. Đôi mắt sáng của Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Ono Kazuo. Anh Tiêu, anh cũng là một chiến sĩ, cho dù nước Vi Hào chúng tôi có sai hay không nhưng quân nhân vô tội. Hơn nữa, tại hạ cũng chỉ thuận miệng nói mấy câu thôi. Còn không, mấy câu. Nói nhẹ quá nhỉ, anh nghĩ quân nhân Hoa Quốc là những người mà thứ súc sinh như các người có thể tùy tiện nhục mạ sao? Đừng quên, những thứ súc sinh kia chết trên quốc thổ Hoa Quốc. Bọn chúng đáng chết,
không bằng thây vạn đoạn ném cho chó ăn, không phải là vì Hoa Quốc nhân từ mà là không muốn tốn thời gian với lũ heo chó này. Còn nữa, Ono Kazuo anh cũng lớn tuổi rồi chứ không phải đứa trẻ 3 tuổi, là một người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với mỗi một lời mình nói. Tiêu Chính Văn khinh bỉ cười nói. Anh Tiêu à, anh nói vậy cũng không đúng, tôi chỉ muốn so tài với Từ Kiêu Long, chứ không có ý muốn khiêu chiến với quân đội Hoa Quốc. Hơn nữa, nói kỹ hơn thì bây giờ anh cũng không được coi là quân nhân nữa nhỉ. Theo tôi biết, Từ câm miệng, hoặc quỳ xuống dập đầu nhận tội, hoặc đánh với Tiêu Chính Văn này một trận, anh không có con đường thứ ba để chọn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cắt ngang lời Ono Kazuo. Tiêu Vương, nếu chỉ dùng quyền cước quân đội thì sao cậu là đối thủ của bọn họ được, chuyện hôm nay đều vì tôi, dù là im miệng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cắt ngang lời Từ Kiêu Long, ông thân là một trong các thống soái của Hoa Quốc, nhắm vào ông chính là nhắm vào toàn bộ quân đoàn Hoa Quốc. Sắc mặt Ono Kazuo đã rất khó coi, rõ ràng, hôm nay Tiêu Chính Văn không định để yên cho hắn. Tiêu Chính Văn, được lắm, nhưng anh cũng đừng quên, anh chỉ có thể sử dụng quyền cước quân đội, không được vận dụng bất kỳ trận pháp, bằng không thì coi như anh thua. Nếu anh thua thì phải quỳ xuống, dập đầu tạ tội với toàn thể võ sĩ vi hào chúng tôi. Ono Kazuo siết chặt nắm đấm, giờ phút này đã không còn đường lui, vậy thì chi bằng buông tay đánh cược, trong tình huống Tiêu Chính Văn không sử dụng trận pháp, có lẽ hắn thật sự có thể đánh một trận. Tới đây, Tiêu Chính Văn ngoắc tay với Ono Kazuo. S. Tiêu Chính Văn ngạo nghễ đứng giữa đại sảnh, hơi thở không loạn, hơn nữa quanh thân không hề có dòng khí nào chập chờn. Ono Kazuo thấy thế, trong mắt lóe lên tia sáng. Xem ra Tiêu Chính Văn thật sự không dùng trận pháp mà là đơn thuần dùng quyền cước quân đội để ra đòn. Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một, chỉ cần giết chết hoặc làm Tiêu Chính Văn bị thương, vậy chẳng phải tên tuổi hắn trong giới sẽ phất lên như diều gặp gió sao? Ngay cả Âu Lục cũng đánh giá cao hơn võ tông vi hào. Nếu anh Tiêu tuân thủ cam kết, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng hy vọng anh Tiêu đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Ono Kazuo chút bỏ áo khoác, chậm rãi rút cây đao dài của võ sĩ ra, còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Từ Kiêu Long, quả thật đối với võ giả mà nói, trận pháp cũng là một loại trói buộc vô hình, điều sâu xa trong hết thảy trận pháp đều là vô hình thắng hữu hình. Hôm nay ông phải xem cho kỹ, quyền pháp, trận pháp, kiếm pháp, đao pháp, vạn pháp quy về một hướng. Tiêu Chính Văn nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thật ra Tiêu Chính Văn không phải nói bừa, trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn đang lĩnh hội quy chân chính là quay về với bản thân. Hơn nữa sở dĩ mấy người luyện khí ở thời kỳ Tiên Tần có thể thắng được trời đất bằng sức người, thậm chí có thể vào đạo với võ thuật, nhập thánh thoát phàm chính là nguyên nhân này. Chỉ khi thật sự đạt đến quy chân mới có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ này. Cho dù là nhân hoàng hay đế cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn. Điều mà những người này theo đuổi chính là cấp bậc quy chân. Bất kể là từ trường trong vũ trụ hay chân khí, nguyên khí thì những vật chất này vốn dĩ đã có sẵn trong cơ thể con người. Sở dĩ con người không thể phát ra nguồn sức mạnh siêu tự nhiên này là do họ phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực. Từ sau khi có đao kiếm, thậm chí là đại pháo, súng đạn, con người đã không còn tò mò khám phá bản thân mình như trước nữa. Thế nên càng là người của xã hội hiện đại thì càng không thể trải nghiệm được cấp bậc quy chân này, càng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ngược lại ở thời cổ đại, chỉ có thể dựa vào bản thân để có thể bay trên đường, ngự kiếm, thậm chí có thể biến sự thối nát thành thần kỳ, mọi thứ đều dựa trên cơ sở của quy chân. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn chưa lĩnh hội được hết cấp bậc này, nhưng đã xem như bước một chân vào ngưỡng cửa quy chân rồi. Chỉ riêng sức mạnh của bản thân anh đã đủ để đấu lại cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 rồi. Hoàn toàn không phải phụ thuộc vào bất kỳ ngoại lực nào, đây chính là nền tảng của Tiêu Chính Văn. Con đường này cũng chính là con đường mà đế tân thời cổ đại bắt đầu chấm dứt, các tu sĩ luyện khí từ đó về sau cũng không còn ai có thể đạt đến tầng quy chân thật sự này nữa, cùng lắm cũng chỉ là quy chân giả mà thôi. Chỉ như thế, các tu sĩ luyện khí đó cũng có thể biến hóa thế giới thành đủ loại. Thậm chí là thế giới nhỏ của bản thân mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quy chân còn có mối liên quan rất mật thiết với Đế Tuấn. Trải qua lĩnh hội một ngày một đêm, Tiêu Chính Văn cũng đã nhận thấy được mục đích chân chính trong thánh huyết của Đế Tuấn.
Thật ra đây là con đường cuối cùng là Đế Tuấn để lại cho con người trước khi chết, để người có được thánh huyết Đế Tuấn có thể dễ dàng tiếp cận với quy chân. Sau đó dẫn dắt thế hệ sau tìm lại sức mạnh có thể sánh ngang với thần tiên. Nhưng tiếc là tất cả người đời sau đều hiểu lầm mục đích chính của Đế Tuấn, lầm tưởng thánh huyết Đế Tuấn thành vật chất có thể giúp tăng cảnh giới một cách nhanh chóng. Cho dù là nắm đấm hay đao kiếm đều là vật chất có hình thức bên ngoài mà thôi, chỉ có đột phá ngoại tại mới có thể nhìn lại tự nhiên, nhìn lại bản thân, từ đó xác định được bản ngã của mình. Mà nắm đấm hay đao kiếm cũng vậy, thậm chí là trận pháp cũng đều không phụ thuộc vào ngoại lực, tìm được sức mạnh chân chính của bản thân. Sức mạnh này cũng được người cổ đại gọi là Thái Sơ, là tổ tiên của mọi sự vật, mọi sức mạnh. Cảnh giới hay trận pháp đều thế, không phải đang biến hóa Thái Sơ, nhưng Thái Sơ thật sự nằm trong lòng mọi người. Ngay khi Tiêu Chính Văn nói mấy lời này, Ono Kazuo đã giơ tay lên điều động từ trường xung quanh, thậm chí tạo ra một lực trường vô hình chế ngự Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy cốc và chai rượu trên bàn đều nứt rồi vỡ tan tành. Thậm chí ngay cả kim loại cũng bị ép thành cái bánh sắt. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh như thường, không bị lực trường bên ngoài ảnh hưởng, còn tiến về trước một bước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong đứng bật dậy. Với cảnh giới của họ hoàn toàn có thể cảm nhận được từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn chưa từng dùng đến bất kỳ trận pháp nào, hơn nữa lúc này dường như cơ thể anh hòa làm một với mọi thứ xung quanh. Thế nên Tiêu Chính Văn mới có thể đi xuyên qua giữa lực trường cực mạnh đó như thể một người xuyên thấu. Mà trong cơ thể Tiêu Chính Văn lại có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp đang tụ lại. Sao có thế? Đây, anh ta, so ra thì Trương Lăng Phong vẫn còn ổn, ngược lại Thành Kế Hào đã ngây người đứng đó. Dù là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cũng không thể đi xuyên qua giữa lực trường cực mạnh mà không hề hấn gì trong tình trạng không triển khai bất kỳ trận pháp này. Trong ấn tượng của anh ta, tiền bối nhà họ Thành đã từng nói với anh ta, chỉ có một loại người có thể làm được thế là người đã lĩnh hội được cấp bậc quy chân thật sự. Mà quy chân lại không phải là một cảnh giới nào đó, hoàn toàn là một kiểu lĩnh hội, không thể phụ thuộc vào ngoại lực để hiểu hết cấp bậc này, chỉ có thể dựa vào sự lãnh ngộ của bản thân. Có vài người thậm chí đến cuối đời cung chỉ có thể lòng vòng ở bên ngoài quy chân. Trong số những người có mặt ở đây có không ít cao thủ trên cảnh giới nhân vương cấp 3 cùng chậc lưỡi khi thấy cảnh tượng này. Họ để tay lên ngực tự hỏi trong cùng một điều kiện mà họ lại không thể hành động tự nhiên như Tiêu Chính Văn, ngược lại sẽ sử dụng trận pháp theo bản năng vì sức mạnh xung quanh. Ono Kazuo đang tính toán như thế, thay vì đánh nhau với Tiêu Chính Văn thì hắn ép buộc Tiêu Chính Văn phá bỏ lời hứa trước đó, chỉ cần anh dùng trận pháp thì đã thua rồi. Soạt. Bởi vì mật độ lực trường quá dày, thậm chí quanh người Tiêu Chính Văn đã hình thành một lớp điện từ mỏng, sau đó một luồng sáng màu bạc lóe lên, mọi người đều há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ cần có thể tìm được bản ngã của mình trong đó thì có thể đánh một đòn đến tận vũ trụ, một chưởng đánh tan Thái Sơn. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó tung ra một quyền trông có vẻ đơn giản không phô trương. Nhưng Ono Kazuo lại cảm nhận được một tia khí tức đáng sợ khi ngay Tiêu Chính Văn tung ra đòn tấn công, như thể cú đấm đó đến từ cổ đại xa xưa đủ để phá tan sao trời. Mọi thứ trên thế gian này đều không thể ngăn cản cú đấm đáng sợ đó. Không, Ono Kazuo hét lên một tiếng, một luồng sáng đen đỏ xen lẫn nhau bỗng lóe lên trước mặt hắn, trận pháp càn khôn âm dương trong bí thuật âm dương của Vi Hào bảo vệ ngay trước mặt Ono Kazuo. Cùng lúc đó trong màn sáng đen đỏ xen lẫn nhau đó xuất hiện một bàn tay lớn lập tức đánh về phía Tiêu Chính Văn. Chiêu thứ nhất trong quyền cước quân đội, phá tan hàng ngàn quân. Nói rồi hai đầu gối Tiêu Chính Văn hơi cong lại, đồng thời tiến ra một bước, xoay eo, tay phải tung ra một cú đấm trực diện. Rầm, ngay khi cú đấm được tung ra, không gian xung quanh đều phát ra âm thanh. Không ai ngờ được đòn tấn công trông có vẻ đơn giản lại có thể gây ra động tĩnh lớn như thế. Dường như ngay cả phương trời này cũng không chịu nổi uy lực của đòn tấn công, đang dùng hết sức để đỡ lấy nó. Soạt, một vầng sáng lóe lên ánh sáng cực kỳ chói mắt trên uy lực của đòn tấn công này. Bùm, cú đấm của Tiêu Chính Văn đâm xuyên qua bí thuật âm dương của Ono Kazuo, phá vỡ trận thế một cách dễ dàng. Lúc này đừng nói là Ono Kazuo hoàn toàn ngây người, ngay cả Thành Kế Hào cũng toát mồ hôi lạnh. Trong trí nhớ của anh ta,
anh ta chỉ từng thấy một đòn tấn công có uy lực vô song mà cụ tổ nhà họ Thành khai triển. Nhưng cụ tổ nhà họ Thành là ai cơ chứ? Dù là cao thủ đế cảnh cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước cụ tổ nhà họ Thành. Ngay sau đó cả người Ono Kazuo văng ra xa. Một đòn tấn công đơn giản như thế, không có bất kỳ kỹ thuật hay trận pháp gì, thậm chí Tiêu Chính Văn chỉ tiến ra một bước, mà bước chân này cũng chỉ vì để hoàn thành động tác tiêu chuẩn của quyền cước quân đội, không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng đòn tấn công này lại có thể khiến Ono Kazuo đứng cách đó mười mấy mét bị đánh văng ra xa. Phụt! Ono Kazuo rơi xuống đất, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn, không dám tin quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng. Với sự lĩnh hội của hắn, làm sao có thể nhìn thấy cú đấm của Tiêu Chính Văn hàm chứa bao nhiêu uy lực đất trời. Đây, không, không thể nào. Ono Kazuo muốn bỏ dậy nhưng hắn nhận ra cho dù mình dùng hết sức thế nào, cơ thể cũng ngã xuống đất như không nghe theo chỉ thị của hắn. Chỉ một đòn tấn công mà Tiêu Chính Văn đã làm gãy xương sống của Ono Kazuo. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ xương sống của Ono Kazuo đã bị lồi ra. Máu còn không ngừng rỉ ra từ sau lưng. Anh Tiêu, rốt cuộc anh làm thế nào mà được vậy? Tôi đã từng nhìn thấy cụ tổ nhà tôi khai triển đòn tấn công này. Ngay cả cường giả đế cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ được. Thành Kế Hào lau mồ hôi lạnh trên trán, vội hỏi. Đế cảnh, e là một người bình thường cũng có thể đỡ được chứ? Chẳng qua người đời đều bị ngoại lực che mờ mắt. Không thể phát huy được sức mạnh thật sự của mình, thế nên mới yếu ớt đến nỗi không đỡ được đấy. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lạnh lùng nhìn Ono Kazuo. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi, chỉ một chiêu thức vẫn chưa thể chứng tỏ quyền cước quân đội của Hoa Quốc mạnh đến mức nào. Một võ giả vi hào nhân vương cấp 4 cười mỉa nói. Ồ, xem ra vẫn có người cảm thấy không phục, được thôi, các người cùng lên đi, Tiêu Chính Văn đứng chắp tay sau lưng. Cái gì, cậu muốn chết à, mấy võ sĩ vi hào nghe thế cũng càng khơi gợi ý chí chiến đấu. Đòn đánh tuyệt đẹp vừa rồi của Tiêu Chính Văn quả thực đủ khiến những người xung quanh phải kinh sợ, nhưng dù sao thì Ono Kazuo cũng mới chỉ là cảnh giới bán bộ nhân vương mà thôi. Có thể phá vỡ bí thuật âm dương của Ono Kazuo và làm hắn bị thương nặng, e rằng đây đã là sức chiến đấu cực hạn của Tiêu Chính Văn rồi. Nhưng nếu giao đấu với cao thủ cảnh giới nhân vương thực thụ, thậm chí là cao thủ nhân vương cấp 4, cấp 5, Tiêu Chính Văn chưa chắc có thể đánh ra đòn kinh thiên động địa như vậy. Dù sao những cao thủ cảnh giới nhân vương, đặc biệt là những người đã đạt đến nhân vương cấp 4, cấp 5, ngay cả một đòn ngẫu nhiên cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngay cả Thành Kế Hào cũng không khỏi đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Dù gì trong số những võ sĩ vi hào kia cũng có khá nhiều cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4, hơn nữa không phải chỉ có một. Bất kể năng lực của bản thân có mạnh đến đâu, cũng cần có sự hỗ trợ của trận pháp mới có thể phát huy được sức mạnh kinh người đó, nếu không, toàn bộ giới võ thuật hàng nghìn năm nay, tất cả mọi người dốc lòng nghiên cứu trận pháp đều là vô nghĩa. Cậu Tiêu, theo tôi thấy, chúng ta hãy kết thúc chuyện này ở đây đi. Từ Kiêu Long vội vàng chạy về phía Tiêu Chính Văn và chắp tròn tay lại. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn là người có sức chiến đấu cao nhất của Hoa Quốc, hơn nữa từ trước đến nay. Hoa Quốc có thể kiêu hãnh đứng trong thế giới cũng là bởi vì Tiêu Chính Văn luôn duy trì thần thoại bất bại. Ngộ nhớ hôm nay Tiêu Chính Văn bại trận dưới tay của người vi hào, đối với Hoa Quốc và người dân của Hoa Quốc mà nói, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Mà ông ta từ Kiêu Long, cũng sẽ vì thế mà trở thành tội đồ của Hoa Quốc, tội đồ của người dân Hoa Quốc. Trương Lăng Phong cũng mang vẻ mặt hơi lo lắng, đối với việc nâng cao năng lực của bản thân, Tiêu Chính Văn vừa rồi đã tạo nên kỳ tích rồi. Nhưng giao đấu với cao thủ nhân vương cấp 4, cục diện có thể sẽ biến chuyển. Suy cho cùng, thể lực của một người là có hạn, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cho dù Tiêu Chính Văn đã tạo nên kỳ tích, nhưng cũng chỉ là một kỳ tích mà thôi, cuối cùng vẫn phải đối mặt với trận pháp có sự chênh lệch quá lớn với sức mạnh của bản thân. Mặc dù ngạn ngữ xưa thường nói rằng con người có thể chiến thắng thiên nhiên, nhưng liệu con người có thể thực sự thắng được thiên nhiên không? Trời đất này rộng lớn như thế nào? Từ trường, chân khí, nguyên khí, v.v. tất cả đều thuộc về đất trời này. Chứ không phải thuộc về một người nào đó, là một sinh linh dưới trời đất này, con người chỉ có thể dựa vào trận pháp để điều động sức mạnh của trời đất để hỗ trợ cho bản thân mới có thể vượt qua chính mình. Huống hồ,
sức mạnh thiên địa mà một cao thủ cảnh giới nhân vương có thể điều động với sức mạnh thiên địa mà một cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương có thể điều động, quả thật khác nhau một trời một vực. Ono Kazuo tuy rằng đã bị đánh bại, nhưng sau lưng hắn còn có những cao thủ nhân vương cấp 4, ai dám đảm bảo rằng trong số những người này, không có ai là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 chứ? Tiêu Chính Văn, cậu quả thực đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, chỉ với sức mạnh của mình lại có thể đánh bại cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, thế nhưng, cậu thật sự muốn giao đấu với nhiều người chúng tôi như vậy sao? Cậu có lẽ biết rõ hơn chúng tôi rằng bán bộ nhân vương không phải là nhân vương. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi đám đông, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và nói. Còn chưa đánh thử, làm sao ông biết là không được? Nghe nói Mokita sứ vi hào như yêu ma quỷ quái. Hôm nay Tiêu mỗ tôi muốn lĩnh giáo một chút, Tiêu Chính Văn nói, lạnh lùng quan sát người đàn ông trung niên kia. Phù, các võ sĩ vi hào có mặt ở đó hít một hơi thật sâu, người đàn ông trung niên kia quả thực là Mokita. Nhưng thân phận của ông ta hiện vẫn đang được bảo mật cao độ. Ngay cả trong nội bộ bọn họ cũng chỉ có mấy người cấp cao mới biết được, Tiêu Chính Văn làm sao có thể biết được tên của Mokita. Cậu biết tôi ư, người đàn ông trung niên cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chính Văn, như thể đang nhớ lại xem mình đã gặp Tiêu Chính Văn lúc nào. Không cần quen biết ông, khí tức trên người ông, tôi đã quá quen thuộc rồi, nguyên nhân thì không cần tôi nói ông cũng hiểu. Tiêu Chính Văn khẽ cười, chỉ là nhìn thấy nụ cười này của Tiêu Chính Văn, tất cả võ sĩ vi hào có mặt ở đó đều lộ ra vẻ tức giận. Lúc trước, Tiêu Chính Văn đã phá vỡ hộ quốc đại trận của vi hào, cướp đi vận khí của cả đất nước vi hào, thù này đến nay chưa báo được. Vốn dĩ trong nước vi hào đang nghĩ cách em làm sao tìm được Tiêu Chính Văn để báo mối thù này, nhưng Tiêu Chính Văn lại ngỗ ngược như vậy, dám nhắc lại chuyện cũ trên địa bàn của bọn họ. Đây là nỗi nhục của tất cả người vi hào, càng là sự chế nhạo vô hình của Tiêu Chính Văn đối với toàn bộ nước vi hào. Cậu, Mokita bỗng giận tím mặt. Nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề. Hoa quốc chúng tôi có một câu nói, thấy mầm biết cây. Giọng nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã bước lên trước, lao thẳng đến giết Mokita. Mokita giữ một tay lên hai con dao ở thắt lưng, khẽ gật đầu với một thanh niên bên cạnh. Thanh niên kia rút dao ra trước, chém một nhát dao hướng thẳng đến giữa lưng Tiêu Chính Văn. Đến đúng lúc lắm, Tiêu Chính Văn quát nhẹ một tiếng, sau đó quay người và đánh ra một đòn quyền cước quân đội. Hừ, cậu Tiêu, cậu cũng quá coi thường nước vi hào chúng tôi rồi. Cậu thực sự nghĩ rằng có thể sử dụng quyền cước quân đội của Hoa Quốc để càn quét vi hào chúng tôi ư? Thế giới rộng lớn, lẽ nào Tiêu Chính Văn cậu có thể nhìn thấu? Mokita nói một cách đầy kiên cường bất khuất. Mặc dù ông ta chỉ là nhân vương cấp 5 nhưng hoàn toàn khác với những người cảnh giới nhân vương cấp 5 khác, ông ta đã ẩn náu ở ngoài vùng lãnh thổ hàng ngàn năm, căn cơ và thực lực hoàn toàn không phải những người mà cảnh giới nhân vương cấp 5 có thể so sánh được. Ngay cả khi đối mặt với các cao thủ nhân vương cấp 7, thậm chí là cấp 8 cũng đều có thể chiến đấu. Vừa dứt lời, Mokita cũng rút dao trong tay. Hợp lực cùng người thanh niên kia tấn công Tiêu Chính Văn. Các người thật không biết xấu hổ, Thành Kế Hào nhìn thấy Mokita và một cao thủ nhân vương cấp 4 khác liên thủ bao vây Tiêu Chính Văn, lập tức đập bàn đứng phát dậy. Không được qua đây, nhìn thấy Thành Kế Hào cùng Trương Lăng Phong tiến lên một bước, chuẩn bị tham chiến, Tiêu Chính Văn lập tức bảo họ dừng lại. Anh Tiêu, bọn họ, mặc dù cảnh giới của Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong thấp hơn so với Mokita, nhưng vào thời khắc sinh tử của Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng không quan tâm nhiều, không ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại ngăn cản bọn họ. Một mình tôi là đủ rồi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Mokita lộ ra một nụ cười nham hiểm khó đoán. Tiêu Chính Văn càng khinh suất, trong lòng ông ta lại càng vui vẻ. Nếu không, muốn giết Tiêu Chính Văn để chấn hưng vi hào, thực sự phải tốn rất nhiều công sức, nếu Tiêu Chính Văn đã muốn chết. Vậy đừng trách ông ta thủ đoạn độc ác. Một lão quái vật đã sống mấy ngàn năm như ông ta, thể diện và nhân nghĩa đạo đức đều không bằng cái rắm, chỉ cần có thể dồn đối phương vào chỗ chết thì thủ đoạn bỉ ổi cũng có sao. Lịch sử được viết bởi những người chiến thắng. Ngay cả khi không thể giết chết Tiêu Chính Văn, chỉ cần đánh bại anh thôi cũng sẽ kéo Hoa Quốc từ trên đỉnh thế giới xuống vực. Khi hai luồng khí thế mạnh mẽ áp sát về phía Tiêu Chính Văn, toàn bộ tòa nhà đều rung chuyển dữ dội. Trong hư không, bóng kiếm đầy trời, như một tấm lưới trời khổng lồ,
vây chặt Tiêu Chính Văn vào trong lưới. Đến trình độ này, bọn họ sớm đã tập hợp tất cả các chiêu thức và trận pháp vào trong tâm, hơn nữa, trải qua hàng ngàn năm mài giũa, uy lực và khí thế hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn bóng kiếm trên bầu trời, khẽ lắc đầu, sau đó lại tiến thêm một bước, hơi né người sang một bên, tránh đi mũi nhọn của hai người. Cũng cùng lúc đó, anh đánh ra một đòn quyền cước quân đội. Cùng với một tiếng nổ lớn, toàn thân Tiêu Chính Văn đột nhiên tỏa ra hào quang, giống như một vị tiên hay một vị thánh. Lúc này, dường như tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bởi vì ngay lúc đó, Tiêu Chính Văn đã cho mọi người một loại ảo giác rằng anh là thần tiên. Anh là thần linh, anh là thần thánh, ý thức tôn thờ mạnh mẽ đó phát ra từ tận đáy lòng bọn họ, đó là một sức hút vô hình. Vù, một cột sáng, lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm, phóng thẳng lên bầu trời, chạm đến 9 tầng mây. Ngay cả ở Hoa Quốc cách xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Nơi đó là kinh đô của Vi Hào, Triệu Kế Hồng run sợ. Nhìn về mặt biển phía đông với vẻ vô cùng sợ hãi. Không chỉ có ông ta, sắc mặt của Thiên Hà Đạo Quân cũng chấn động, tự lẩm bẩm, đây, tuyệt đối không thể là Mokita. Chẳng lẽ là Hachiki Orochi của Vi Hào đã thức tỉnh rồi? Sức mạnh này như tiên như thánh, nào có phải là thứ mà người thường có thể phát ra? Trong suốt lịch sử của toàn bộ Vi Hào, người gần nhất với cấp độ đó chỉ có Hachiki Orochi. Hả? Hạo Thiên Sáng Thế đang ở cách xa ngàn dặm cũng đột nhiên mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía kinh đô xa xôi, kinh hãi nói, là Hachiki. Ông ta, đã tỉnh lại rồi. Từ mấy ngàn năm trước, Hachiki Orochi bị tước đi tu vi thì hệt như người đã chết, cũng không còn ai có sức mạnh đáng sợ như thế nữa. Thời gian trôi qua, người đời sau nào biết được tình hình lúc đó. Thật ra năm đó người phong ấn Hachiki Orochi chính là Sáng Thế Hạo Thiên. Nhưng lúc đó Hạo Thiên như ánh mặt trời ban trưa, đã đạt đến cảnh giới cực hạn, thậm chí có khát vọng một lần chinh phục ngoài lãnh thổ. Cho dù thế, trận chiến với Hachiki Orochi cũng khiến Sáng Thế Hạo Thiên bị thương nặng đến mức sau này phải dựa vào Thập Tôn Quang Môn và Lục Tôn Hạo Thiên bên cạnh mới miễn cưỡng đánh ngang tay với Thiên Đạo Minh Ước. Bây giờ hào quang Sáng Thế Hạo Thiên đã không còn phong đô, thực lực cũng không bằng một phần 10 năm đó. Nếu lúc này Hachiki Orochi bỗng dưng tỉnh lại chắc chắn là một tai họa với cụ ta. Nhưng một lúc sau, Sáng Thế Hạo Thiên nở nụ cười nhẹ nhõm. Đối phương không phải là Hachiki Orochi, mặc dù sức mạnh đó cũng khủng khiếp như thế nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Trong luồng khí tức đó chứa đầy ý chí ngay thẳng và kiên cường, chứ không tà ác như của Hachiki Orochi. Thế mà lại là cậu ta, Sáng Thế Hạo Thiên híp mắt. Cười giễu cợt rồi nhắm mắt lại lần nữa. Lúc này mấy người từ Kiêu Long ngẩng đầu lên nhìn cột sáng trên bầu trời, cả người run rẩy không ngừng, há hốc miệng không nói được một câu nào. Thật ra từ ngày đầu tiên họ tiếp xúc với võ thuật đã biết võ thuật là phải khám phá vào sâu bên trong, nhưng khi thực lực dần tăng lên, mọi người đều rơi vào vòng xoáy mê hoặc của trận pháp. Dù sao trận pháp mới là con đường duy nhất có thể khiến các cao thủ cảnh giới chủ soái và cảnh giới thiên vương. Ngoài ra không thể có được sức mạnh thuộc về riêng bản thân mình. Cũng chỉ có trận pháp mới có thể khiến họ vượt qua bản ngã trong thời gian ngắn, nhưng sức mạnh có được ngày càng lớn mạnh, ngược lại họ càng cảm thấy việc khám phá sâu bên trong là không thiết thực. Nhưng hôm nay Tiêu Chính Văn lại cho họ thấy một con đường hoàn toàn khác. Cậu đúng là làm tôi rất bất ngờ. Mokita híp mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Ông ta từng sáng lập ra đoạn đao lưu một thần đao của Vi Hào. Nhưng lại chưa từng nghiêm túc nghiên cứu về nội cầu hay ngoại cầu. Ông ta cũng biết rất rõ cho dù yêu cầu bên trong hay bên ngoài thì thực lực và sức chiến đấu mới là yếu tố đầu tiên. Bất kỳ một võ giả nào cũng theo đuổi cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Nhưng hôm nay Tiêu Chính Văn lại dạy cho ông ta một bài học vô cùng sinh động, thậm chí mở ra một cánh cửa khác cho ông ta. Cột sáng đáng sợ đó chiếu thẳng lên trời, ngay cả đất trời cũng đổi sắc. Mây đen trong không trung cũng phải nhường bước. Cảnh tượng này cũng khiến Mokita và một người đàn ông trẻ tuổi khác lộ ra vẻ mặt khó coi. Hắn chính là đệ tử đầu của Mokita, là tổ sư đời thứ hai của đoạn đao lưu Yakien. Mặc dù hắn và Mokita đều là cảnh giới nhân vương, nhưng thực lực của Yakien khá mạnh, thậm chí không thua gì Mokita.
Dù là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 6 cũng chưa từng đem đến cảm giác áp bức và nguy hiểm mãnh liệt như thế này chứ đừng nói đến cảnh giới nhân vương cấp 5 như Tiêu Chính Văn. Cố làm ra vẻ. Nhạc Kỳ Ẩn thấp giọng nói, sau đó rút dao ra, lưỡi dao của hắn lóe lên tia sáng màu vàng, rồi biến thành một dao ảnh lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nếu không có trận pháp phòng vệ cực mạnh ngăn lại thì có là đá kim cương cứng hơn tinh cang gấp mấy lần cũng sẽ bị một đao của hắn chém đứt. Huống gì Tiêu Chính Văn đánh tay không thể đỡ được đòn tấn công này. Nhưng ngay khi Yakian cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bại trận, Tiêu Chính Văn giơ tay lên nắm chặt lấy đao ảnh đó, một luồng sáng màu vàng bị Tiêu Chính Văn ấn chặt vào trong lòng bàn tay của mình. Cậu ta chỉ ấn chặt lấy đao ảnh mà thôi, chỉ cần cậu ta không thể đến gần thì không làm chúng ta bị thương. Nói rồi Mokita nhếch môi như thể nhìn thấu được điểm yếu của Tiêu Chính Văn. Dù sao thì nếu Tiêu Chính Văn muốn làm họ bị thương trong khi tay không đánh nhau thế này cứ như người ngốc nói mớ vậy. Nhưng bất kể Tiêu Chính Văn dùng con dao quân đội năm cạnh hay thanh giáo dài liệt long màu đỏ cũng phải sử dụng đến trận pháp. Mà trước đó chính Tiêu Chính Văn đã nói chỉ cần sử dụng trận pháp thì xem như anh thua. Đến gần, tại sao lại phải đến gần các người? Tiêu Chính Văn cười mỉa, sau đó cách một khoảng không chỉ vào một điểm. Ngón tay thon dài của Tiêu Chính Văn chỉ là chỉ vào một điểm trong không trung, thế mà hư không lại xuất hiện một điểm sáng màu trắng cực kỳ chói mắt. Sau đó cả không trung đều biến dạng bắt đầu từ điểm sáng màu trắng đó rồi lan ra xung quanh. Đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn không hề có khí thức của trận pháp, ngược lại giống như chỉ đơn thuần xé tan không gian bằng sức mạnh. Đây là ngón tay kim cang đại lực, từ kiêu long không khó trợn mắt há mồm. Một chiêu thức võ thuật vô cùng bình thường, đồng thời cũng là thủ pháp điểm huyệt tay cơ bản nhất trong quyền cước quân đội Hoa Quốc. Xoẹt, chỉ thấy một luồng sáng trắng lao thẳng về phía Mokita. Chém, Mokita như cảm nhận được sự khác thường trong đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, ông ta nào dám lơ là sơ suất. Vội vàng rút đao ra, ngay lúc ông ta tung ra một đòn tấn công, phía sau ông ta cũng xuất hiện một bóng người cực lớn. Bóng người đó mặt mày hung tợn. Chính là tà thần trong truyền thuyết của Vi Hào. Truyền thuyết kể rằng hôm đó Mokita đã dùng tư thế vô địch một kiếm chém núi Phú Sĩ làm đôi mới có bề mặt cắt ngang ở núi Phú Sĩ ngày nay. Ở một bên khác, Yakian cũng cùng lúc ra tay, đao ảnh chằng chịt điên cuồng chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại ra đòn lần nữa. Tiêu Chính Văn đổi từ ngón tay thành trưởng, một bàn tay lớn bằng sân bóng đá từ trên trời áp xuống. Đây. Lẽ nào không phải là trận pháp sao, Yakian ngây ngốc cả người. Bởi vì bàn tay từ trên trời rơi xuống đó như có sức mạnh vô tận, ông ta đứng dưới bàn tay lớn đó quá bé nhỏ. Đó là võ thuật thông thường thôi. Mokita nghiến răng, rít ra vài chữ từ trong kẽ răng. Đây là cầm nã thủ, chiêu thức bình thường nhất trong quyền cước quân đội mà thôi, từ Kiêu Long ngạc nhiên nói. Sau khi bàn tay lớn đó rơi xuống, tà thần phía sau Mokita vội lùi về sau mấy bước. Vô số đạo ảnh đó bị bàn tay lớn bóp nát cùng một lúc. Thế nào, quân thể quyền của Hoa Quốc tôi khiến các người hài lòng chứ, Tiêu Chính Văn cười mỉa, đồng thời giơ tay phải ra, hai tay vẽ một đường giữa không trung. Một đôi hình thái cực âm dương cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Hình thái cực âm dương là do hai khí âm dương biến hóa, là khí sinh ra âm dương chia thành bốn tượng. Cho đến bây giờ mỗi chiêu thức Tiêu Chính Văn sử dụng đều là sức mạnh từ bản thân, chưa từng dùng đến trận pháp. Sau khi hình thái cực âm dương xuất hiện, cả sảnh lớn đều bị hình thái cực âm dương bao trùm. Nhưng sau khi lưu chuyển hình thái cực âm dương, tượng tà thần cực lớn phía sau Mokita cũng nhạt dần, sát khí xung quanh dường như đều bị hình thái cực âm dương hút cạn. Tất cả sát khí thoáng chốc biến thành điềm lành, lan tràn ra khắp cả sảnh lớn. Bàn tay này không chỉ khiến người ở đó đều chấn động, mà ngay cả Mokita và Yakian cũng ngây người, hóa ra là chúng ta đi sai đường, từ Kiêu Long không khỏi than thở. Nếu không nhờ hôm nay Tiêu Chính Văn khai triển tấn công thì mấy người từ Kiêu Long không nhận ra rằng thật ra bản thân mình mới là nguồn căn của mọi nguồn năng lượng, cho dù trận pháp có mạnh thế nào cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Suy cho cùng ngoại lực không thuộc về bản thân, dù có mạnh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Tiêu Chính Văn tiến một bước đến, tư thế đó hệt như một con dao long, không khí xung quanh như thể đang né tránh hành động của anh.
thấy Tiêu Chính Văn sắp đánh chúng vào trận pháp bảo vệ của hai người, Mokita và Yakian đều đổi sắc. Không, không thể nào. Thành Kế Hào trợn to mắt không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa tiến một bước đến phía, bí thuật âm dương trước mặt Mokita và Yakian dường như cũng vỡ tan, không còn tồn tại trong giây lát. Từ đầu đến cuối mỗi động tác của Tiêu Chính Văn trơn tru như nước chảy, không hề có vướng mắc gì. Chứng tỏ bí thuật âm dương của Mokita không có tác dụng gì với Tiêu Chính Văn. Dù cậu có thoát được một nạn thì thế nào, muốn làm bọn tôi bị thương, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể của cậu thì không làm được đâu. Mokita hét lên, quanh người ông ta lóe lên vô số ánh sáng màu đen, ảo ảnh lập tức xuất hiện, thân hình hai người Mokita cùng lúc rơi vào trong ảo ảnh vô biên đó. Nếu bàn về và ảo ảnh, có thể nói âm dương bí thuật của Vi Hào là không gì sánh bằng trên đời. Ngày đó, Tiêu Chính Văn đã được lĩnh giáo khi giao đấu với Quang Minh Tôn. Tuy rằng thực lực Mokita cao hơn Quang Minh Tôn rất nhiều, nhưng dẫu sao con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, giả vĩnh viễn là giả. Ảo ảnh chỉ mê hoặc mắt thường của con người, nhưng trừ mắt thường ra, võ giả còn có con mắt tâm linh. Đối mặt với ảo ảnh trước mắt, chỉ thấy Tiêu Chính Văn cười rửng rưng, ngay sau đó giơ ra một tay, bắt lấy một thứ bên trong ảo ảnh. Ngay lúc này, ảo ảnh đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lao thẳng tới cổ họng của Tiêu Chính Văn. Tia sáng kia nhanh như tia chớp, chỉ là Tiêu Chính Văn không tránh không né, mà ngay sau đó dùng một tay vươn ra, ánh đao kia vốn chém về phía Tiêu Chính Văn, đột nhiên bay vụt sang một hướng khác. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Chính Văn cũng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thế nhưng ánh sáng còn chưa đến gần Tiêu Chính Văn, đột nhiên có một tiếng rồng kêu phát ra từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, ánh sáng lạnh lẽo kia cũng theo đó mà thay đổi phương hướng tấn công. Mokita và Yakian đều không ngờ, chiêu đánh lén mà bọn họ giỏi nhất, lại rơi hết vào khoảng không. Hơn nữa đòn tấn công mà bọn họ dốc hết sức lực, lại tấn công thẳng về phía nhau. Phụt, phụt, cùng với hai tiếng rên vang lên, Mokita và Yakian gần như đồng thời phun ra máu tươi tung tóe. Tiêu Chính Văn lại nắm một tay, ngạo nghễ đứng trên hư không. Thậm chí còn không hít thở dồn dập, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía hai người Mokita cùng Yakian. Thay hình đổi vị trí, đây là, hẳn là kỹ thuật võ thuật sơ cấp nhất. Không ngờ, Tiêu Vương lại có thể vận dụng chiêu thức thông thường, đến cảnh giới tuyệt vời như vậy. Từ trong thâm tâm Từ Kiêu Long thầm cảm thán. Ai có thể ngờ, Tiêu Chính Văn chỉ dựa vào sức mình, cộng thêm những kỹ thuật cơ bản nhất, đã có thể giao chiến cùng hai vị cao thủ nhân vương cấp 5. Hơn nữa còn không rơi vào thế yếu. Hoa quốc từ xưa đã có người luyện khí, có thể dùng thân xác đọ sức với bầu trời mênh mông, so cao thấp với thần tiên. Huống chi là mấy tên nô lệ Vi Hào khom lưng uốn gối. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi tới gần Mokita, không chờ Mokita định thần lại, anh đã thẳng thừng đá một cú vào lồng ngực Mokita. Cú đá này trông có vẻ khá nhẹ nhàng không có gì lạ. Nhưng cảm giác áp bức chèn ép hết thảy này, lại khiến trong đôi mắt Mokita lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Bịch, giây kế tiếp, cơ thể Mokita cứ thế bay ngược ra, máu văng tung tóe khắp bầu trời mênh mông. Thân hình Tiêu Chính Văn di chuyển nhanh chóng, chợt duỗi chân và đá về phía Yakian mới vừa đứng dậy. Ngay cả Mokita còn không chịu nổi một cái dậm chân của Tiêu Chính Văn, huống hồ là Yakian. Chỉ thấy thân hình hắn lập tức cong thành một độ cong quái dị. Bắn vụt ra xa. Trong nháy mắt, hai người Mokita cùng Yakian liên tiếp bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi, xung quanh lần nữa chìm trong yên lặng. Tiêu Chính Văn bước đi nhàn nhã như dạo sân vắng tới trước mặt mấy người Từ Kiêu Long, giờ phút này, sự chấn động trong lòng mọi người đã sớm không thể tăng thêm được nữa. Từ Kiêu Long ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đã sớm không phải người mà ông ta có thể đuổi theo nữa, giờ phút này. Sâu trong nội tâm của ông ta, cũng dâng tràn sự kính trọng sâu đậm với Tiêu Chính Văn. Không ngờ, Hoa Quốc lại có một Tiêu Vương tài năng khiến người đời kinh sợ như này, Từ Kiêu Long trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn chắp tay lại Tiêu Chính Văn một cái. Cái lạy này của ông ta không phải là do bản thân ông ta, mà đại diện cho quân đội Hoa Quốc, đại diện hàng vạn quân nhân Hoa Quốc. Là Tiêu Chính Văn cứu vãn tôn nghiêm quân đội Hoa Quốc lần nữa. Cũng là Tiêu Chính Văn mở ra một tương lai mới cho quân đội Hoa Quốc. Vốn dĩ, sau khi linh khí trở về, quân đội ở thời đại võ đạo thống trị, cảm giác tồn tại giảm đi theo từng ngày.
Cho đến nay, toàn bộ võ tông gần như đều không coi quân đội ra gì, nếu như không phải có Tiêu Chính Văn chống đỡ toàn bộ giới chính trị Hoa Quốc thì e rằng ngay cả thống soái một phương như Từ Kiêu Long cũng bị các phái võ tông hô tới gọi lui. Mà bây giờ, Tiêu Chính Văn lại để Từ Kiêu Long dẫn đầu binh lính bình thường lần nữa, chỉ rõ phương hướng, cho bọn họ thấy được hy vọng. Cho dù bọn họ không có bối cảnh võ tông thâm hậu, lại không giỏi trận pháp huyền ảo như thế, nhưng cũng có thể dựa vào bản thân, chiến thắng đối thủ mạnh mẽ hơn bọn họ. Mỗi một người đều là sự tồn tại có thể so với thần tiên, bởi vì tiềm năng của con người mới là vô cùng vô tận. Mà những gì trời đất này ban cho, hoàn toàn không thể nào so sánh được với những gì tự chúng ta có được, nếu không, con người cũng sẽ không trở thành người khôn ngoan nhất trong vạn vật. Giọng nói của Tiêu Chính Văn không lớn, nhưng lại vọng khắp mọi nơi. Giờ phút này, mấy người Ono Kazuo vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, ngay cả Mokita cũng bị thương nặng rồi, mấy người như họ sao còn dám thô lỗ. Vào giờ phút này, ý nghĩ duy nhất của bọn họ là cố hết sức chạy thoát khỏi nơi này thật nhanh, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua mấy người Ono Kazuo, lại nhìn đôi giày da dính đầy bụi đất của Từ Kiêu Long. Lạnh nhạt nói các người muốn sống hay muốn chết? Chúng tôi muốn sống. Ono Kazuo quỳ về phía trước mấy bước, bò lổm ngổm trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi và cầu xin. Hắn đâu còn chú ý mặt mũi nữa, chỉ cần có thể còn sống rời đi, bất kể bảo hắn làm gì, cũng không tiếc. Rất tốt. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, nếu các người đã sỉ nhục quân đội Hoa Quốc tôi, vậy thì nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chỉ có điều... Các người còn chưa có tư cách tạ tội với quân nhân Hoa Quốc, nước phi hào các người, nợ Hoa Quốc chúng tôi một lời xin lỗi, các người nói xem. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lạnh như băng xương, không có chút tình cảm nào. Nghe nói vậy, mấy người Ono Kazuo đều ngẩn ra, hiển nhiên trong lời nói của Tiêu Chính Văn có hàm ý, còn việc nói nước phi hào nợ Hoa Quốc lời xin lỗi, hẳn là ám chỉ điều gì khác nhỉ? Anh Tiêu! Tôi không rõ ý của anh lắm, Ono Kazuo nơm nớp lo sợ hỏi. Không hiểu, cuộc chiến tranh hơn trăm năm trước, tin rằng các người hẳn còn chưa quên. Đến nay, người mà các người gọi là Thiên Hoàng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi nghĩ, cũng đã đến lúc phải bắt ông ta tạ tội với Hoa Quốc tôi, cùng với hàng triệu tướng sĩ Hoa Quốc đã chết trận. Tiêu Chính Văn nói vậy khiến cả phòng khách yên lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một. Trầm mặc hồi lâu. Ono Kazuo mới tỏ vẻ đau khổ nói, anh Tiêu, chúng tôi chỉ là võ sĩ, một đám vũ phu mà thôi, sao có thể có cơ hội gặp, không cần gặp, nếu người đó không tự mình khấu đầu tạ tội, từ hôm nay trở đi, trên thế giới này sẽ không còn nước phi hào nữa, càng không còn dân tộc phi hào này nữa. Hả, không chỉ Ono Kazuo, ngay cả mấy người Âu Lục đi theo cũng ớn lạnh. Chẳng ai ngờ, Tiêu Chính Văn lại quyết liệt tuyệt tình như vậy. Diệt quốc, đây đã là thứ hai lần Tiêu Chính Văn nói ra những từ này, nhưng lần này, không có ai hoài nghi tính chân thực của những lời Tiêu Chính Văn nói. Cho dù là cao thủ vùng ngoài lãnh thổ trở về, Tiêu Chính Văn vẫn là đỉnh cao của thế giới này. Cho dù Tiêu Chính Văn thật sự ra tay diệt quốc, cũng tuyệt đối không có ai nói ra nửa chữ không. Ít nhất, phía Âu Lục bọn họ không có sự can đảm này. Mà cao thủ cảnh giới nhân hoàng của Mỹ Lục cũng vừa mới chết thảm ở Hoa Quốc. Về phía Phi Lục, gần như đã bị giết đến nỗi tuyệt tử tuyệt tôn, càng không thể nào làm kẻ địch của Hoa Quốc, đối đầu với Tiêu Chính Văn vào lúc này. Anh Tiêu, ý anh là muốn Thiên Hoàng bệ hạ quỳ xuống trước quân nhân Hoa Quốc các người ư, Ono Kazuo nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không chỉ quỳ xuống, thấy bụi bặm trên giày vị tướng quân này không? Ông ta phải dùng mặt, lau sạch bụi bặm phía trên, hơn nữa, cần phải có hơn 100 hãng truyền thông cấp thế giới ở đó. Phải cho người của toàn thế giới tận mắt thấy. Nếu không, vi hào sẽ bị tiêu diệt. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, cứ như đang nói một chuyện rất nhỏ bé. Anh, ức hiếp người quá đáng, Ono Kazuo vừa nói, vừa đứng vụt dậy. Ức hiếp người quá đáng. Hơn trăm năm trước, Hoa Quốc nghèo nàn yếu kém, người vi hào các người đã giết bao nhiêu đồng bào của chúng tôi. Hơn trăm năm sau, nước vi hào các người vì nối giáo cho giặc. Mấy lần làm khó dễ với Hoa Quốc tôi, hôm nay, lại làm mọi cách gây khó khăn cho thống soái trong quân Hoa Quốc tôi, anh thật cho rằng Hoa Quốc tôi dễ bị bắt nạt sao? Chuyện nào ra chuyện đó, nếu tính toán rõ các món nợ với nước phi hào các người thì nước phi hào các người sớm đã bị tiêu diệt rồi.
hôm nay chỉ cần thiên hoàng nước Vi Hào quỳ gối sẽ đổi cho Vi Hào được kéo dài hơi tàn, đây là ranh giới cuối cùng. Từ hôm nay trở đi, cho dù là lãnh đạo Vi Hào ở trước mặt dân chúng Hoa Quốc bình thường thì cũng phải tự xưng là nô bộc, nếu không, ngàn dặm đất trời của Vi Hào sẽ bị chém hết già trẻ gái trai, biến cả nước Vi Hào thành địa ngục chết chóc. Giọng nói Tiêu Chính Văn như sấm rền, vang vọng khắp trời Vi Hào. Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền vào trong hoàng cung nước Vi Hào, ngay cả ly rượu trong tay thiên hoàng Vi Hào người đang xem biểu diễn ca múa, cũng rơi thẳng xuống đất. Yên tĩnh, toàn bộ hoàng cung yên lặng như tờ. Bệ hạ, trong phút chốc, vô số người lần lượt quỳ xuống trên đường phố, nhìn về hướng hoàng cung với ánh mắt cầu xin. Sự sống chết của bọn họ, thậm chí là sự sống chết của người thân bọn họ, đều nằm trong ý niệm của thiên hoàng. Nhưng, đó là tín ngưỡng và sự gửi gắm tinh thần của toàn bộ đất nước Vi Hào. Cái quỳ gối này không chỉ là một mình thiên hoàng, mà là sự tôn nghiêm của cả Vi Hào. Kể từ nay về sau, Vi Hào sẽ đối mặt với Hoa Quốc như thế nào? Trong nửa giờ đồng hồ cuối cùng, sự tồn vong của Vi Hào nằm trong ý niệm của ông. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lại truyền đến, tất cả mọi người Vi Hào không khỏi rùng mình. Mà trong đại sảnh, Từ Kiêu Long và Thành Kế Hào đều kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Cuộc đấu với Vi Hào lần này vốn dĩ chỉ là để tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có tình tiết này, càng không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại tuyệt nhiên như vậy. Cậu Tiêu, làm như vậy có phải? Từ Kiêu Long nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khó coi. Lần thi đấu này, sở dĩ được sắp xếp ở Vi Hào, chắc chắn là vì Vi Hào và Thiên Đạo Minh Ước đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Xem xét từ góc độ này, Vi Hào có ý muốn tiêu diệt chúng ta. Nếu Vi Hào chưa từng từ bỏ ý định tiêu diệt Hoa Quốc chúng ta, vậy thì hôm nay sẽ cắt đứt hoàn toàn ý nghĩ của bọn họ. Tiêu Chính Văn nói đầy khí phách. Lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, vài võ sĩ trẻ tuổi mặc vest đen, vây quanh một ông già gần 70 tuổi, chậm rãi bước vào đại sảnh. Cậu Tiêu, ông lão nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt trầm ngâm như nước. Akihito, Tiêu Chính Văn cũng nhìn về phía đối phương. Tôi muốn hỏi cậu Tiêu, lời nói của cậu có phải đại diện cho thiên tử của Hoa Quốc không? Trong ánh mắt của ông lão mang theo sự tức giận vô hạn, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Thiên tử, muốn tiêu diệt nước Vi Hào các ông, cần gì thiên tử chấp thuận, tôi chỉ cần vẫy tay một cái thôi. Quỳ hay không quỳ là tùy ông chọn, giết hay không giết là do tôi quyết định. Tiêu Chính Văn ngạo mạn đáp lại. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên căng thẳng. Đám người Ono Kazuo lần lượt quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ông lão. Bọn họ hy vọng ông lão sẽ quỳ trước mặt Từ Kiêu Long như lời Tiêu Chính Văn nói, nhưng cũng mong ông lão đứng thẳng lưng, thà chết chứ không chịu nhượng bộ. Lúc này, không chỉ bọn họ mà tâm trạng của mỗi người dân Vi Hào cũng đều phức tạp như vậy. Vào lúc này, hàng trăm phóng viên báo đài từ khắp nơi trên thế giới đã cầm máy quay đến cửa đại sảnh, chờ Akihito đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, bọn họ cũng muốn xem Tiêu Chính Văn có đủ dũng khí để tiêu diệt nước Vi Hào trong tình hình mà tất cả các cao thủ ngoài vùng lãnh thổ đều đã trở về hay không. Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông lão cũng khuỵu gối xuống, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Từ đôi mắt kiên định của Tiêu Chính Văn, ông ta nhìn thấy sự tuyệt nhiên và sát khí nồng đậm. Nếu ông ta không làm theo lời Tiêu Chính Văn, quỳ xuống xin lỗi, có lẽ khi mặt trời mọc trở lại, trên thế giới này thật sự sẽ không còn nước Vi Hào. Quỳ sai rồi, ông không hiểu tiếng người sao? Người mà tôi bảo ông quỳ xuống xin lỗi là tướng quân Từ Kiêu Long, Tiêu Chính Văn chỉ vào Từ Kiêu Long. Cậu Tiêu, Akihito đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt phẫn nộ. Nếu bảo ông ta quỳ gối trước Tiêu Chính Văn, Akihito đương nhiên không có gì để nói, dù sao một mình Tiêu Chính Văn đã áp chế cả Âu Lục khiến họ không thể ngẩng đầu lên. Những vị cao thủ trở về từ ngoài vùng lãnh thổ cũng đều kinh sợ trước uy danh của Tiêu Chính Văn. Bởi vậy, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn đối với ông ta mà nói không phải là chuyện đáng xấu hổ, ngược lại còn là rát vàng lên mặt ông ta. Người khác muốn quỳ, e rằng bọn họ còn không đủ tư cách gặp Tiêu Chính Văn. Nhưng bảo ông ta quỳ gối trước một tổng soái bình thường của Hoa Quốc, đó lại là một vấn đề khác. Phù, đáp lại ông ta. Một số võ sĩ xung quanh lập tức nổ tung thành xương máu, máu bắn thẳng vào mặt Akihito. Cậu, phù phù phù, giọng nói của Akihito vừa dứt, lại có vài đám xương máu nổ tung,
đến cả Ono Kazuo cũng bị Tiêu Chính Văn biến thành xương máu bằng một ngón tay. Vào lúc này, không chỉ có người của Vi Hào đang ngồi xem cảnh này trước TV, mà vô số người của Hoa Quốc cũng đang ngồi xem trước màn hình với vẻ vô cùng phấn khích. Làm tốt lắm, hừ, đám súc sinh này đáng chết lâu rồi. Quỳ, nhất định phải bắt bọn họ quỳ tạ tội với quân nhân Hoa Quốc chúng ta. Thiên Hoàng thì sao chứ, Thiên Hoàng cũng chỉ xứng để quỳ. Trong một thời gian, toàn bộ Hoa Quốc đầy những cuộc bàn luận sôi nổi. Ngay cả Võ Tông Hoa Quốc và năm đại danh Sơn cũng đang theo dõi chuyện này. Trên đỉnh Tung Sơn, Triệu Kế Hồng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hít một hơi thật sâu và nói, tên nhóc Tiêu Chính Văn. Quả nhiên là một cao thủ giỏi lấy lòng người. Anh Triệu, ý anh là, Thiên Hà Đạo Quân cau mày một cái, nhìn Triệu Kế Hồng với vẻ khó hiểu. Ông nhìn xem, kể từ hôm nay, uy danh của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc sẽ không ai có thể lay chuyển được. Nếu biết sớm như vậy, tôi nên, nói đến đây, Triệu Kế Hồng vô cùng buồn phiền đập tay xuống bàn đá. Nếu mấy người bọn họ có mặt, thì vinh dự đặc biệt này sẽ không chỉ thuộc về một mình Tiêu Chính Văn. Thật đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn rồi. Không ai có thể nghĩ rằng Tiêu Chính Văn lại có thể đáp lễ Thiên Đạo Minh Ước và nước Vi Hào bằng cách này. Nhìn bề ngoài người quỳ xuống chỉ là quân vương của nước Vi Hào, nhưng trên thực tế, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng đành phải cúi đầu trước Tiêu Chính Văn trong chuyện này. Dù sao nước Vi Hào căn bản không có chút sức mạnh nào để thách đấu Hoa Quốc, lại dám đặt địa điểm tổ chức cuộc thi lớn ở Vi Hào vào lúc này, chắc chắn là đã có liên hệ gì đó với Thiên Đạo Minh Ước. Mà trước khi Akihito đến, cũng chắc chắn đã thương lượng với người đại diện của Thiên Đạo Minh Ước. Về phần kết quả, hành vi của Akihito đã đủ để giải thích tất cả mọi thứ. Đúng lúc này, trong sân nhỏ cách đó hàng nghìn dặm, Tư Mã Tư đặt bút lông trong tay xuống, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn hình TV, thần sắc bất định. Tiêu Chính Văn vừa nói, Tư Mã Tư vừa đập mạnh vào bàn đá nơi luyện thư pháp. Ngay sau đó, quốc chủ của nước Vi Hào quỳ gối trước mặt Từ Kiêu Long, công khai xin lỗi giới quân sự của Hoa Quốc, video xin lỗi người dân Hoa Quốc được lan truyền trên toàn thế giới. Anh Tiêu, kế này thật là cao minh. Trong Thiên Tử Các, Thiên Tử nhìn vào Akihito đang quỳ trước mặt Từ Kiêu Long trong video trên điện thoại di động, ngửa mặt cười lớn và nói. Long Thất bưng một ấm trà xanh, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh án thư, liếc nhìn video trên điện thoại trong tay Thiên Tử, khó hiểu nói, bắt ông ta quỳ trước mặt Từ tướng quân là đã nể mặt ông ta rồi, Thiên Tử sao lại nói thế? Ha ha, Thiên Tử nghe thấy lời này, ngửa mặt cười lớn, cái này cậu lại không hiểu rồi. Cụ cố của Từ Kiêu Long chính là người đã chết nơi xa trường trong trận chiến hơn 100 năm trước, bảo ông ta quỳ xuống nhận tội với Từ Kiêu Long, thực tế là đang đòi lại công đạo cho hàng triệu tướng sĩ của Hoa Quốc. Bắt ông ta dùng mặt quét bụi là đang nói với toàn thế giới rằng, cho dù phía sau ông ta có thế lực lớn thế nào, cho dù là Thiên Đạo Minh Ước, cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi của thế giới tục, nếu không, Akihito chính là kết cục. Hàm ý trong đây quá thâm sâu, trông thì như đang cảnh cáo Vi Hào, nhưng thực tế là đang cảnh cáo Thiên Đạo Minh Ước, có một số chuyện, bọn họ không nên tùy tiện xen vào. Thiên Tử nói đến đây, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm trà thơm với vẻ đầy hài lòng. Bên kia, Tư Mã Thủy Kẻ vừa nhặt được một mạng, loạng choạng quay trở về sân nhỏ, cửa vừa mở ra hắn đã lớn tiếng khóc lóc kể lể với Tư Mã Tư về cuộc gặp gỡ của hắn với Tư Mã Nghê Thường. Khóc cái gì? Có tin trả lời từ Khổng Tề Thiên không? Nói nhanh, tiếng ra lệnh của Tư Mã Tư cắt ngang tiếng khóc của Tư Mã Thủy. Ông ta nói lần này, mục đích của ông ta chỉ có một, chính là thánh huyết của Đế Tuấn, hơn nữa còn nói rằng ông ta đã nắm được một số phương pháp lấy được tim rồng. Và cái gì? Tư Mã Tư híp mắt, nhìn chằm chằm Tư Mã Thủy mà truy hỏi. Ông ta còn nói rằng Võ Anh Hào đã đạt được thỏa thuận đồng minh với Tiêu Chính Văn. Nhưng cho dù Tiêu Chính Văn hay Võ Anh Hào, kẻ nào dám cản đường ông ta sẽ giết người đó. Nghe đến đây, Tư Mã Tử cười nhạt một tiếng, Khổng Tề Thiên mạnh miệng thật đấy, giết Tiêu Chính Văn, ông ta có bản lĩnh đó sao? Đến tôi còn phải cẩn thận dè dặt như vậy với tên họ Tiêu đó, ông ta ư. Hừ, cậu chủ, Khổng Tề Thiên có lẽ không nói khoác đâu, dù sao ông ta cũng khác những người kia, lúc này, phía sau Tư Mã Tư, một lão giả bước ra. Giọng điệu nghiêm nghị nói. Ý của ông là nói Khổng Tề Thiên thực sự có năng lực lớn như vậy sao? Cho dù không nhắc tới Võ Anh Hào,
Tiêu Chính Văn cũng đã là một nhân vật lợi hại không thể xem nhẹ. Người này có những mưu lược cực sâu xa, Tư Mã Tư hơi cau mày sợ hãi. Thế tử, Khổng Tề Thiên là cao thủ mà nhà họ Khổng và thế lực vùng vũ trụ hợp lực đào tạo ra được. Hơn nữa, ông ta đã trải qua 5 lần luân hồi, tuy cũng là cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng thực lực thực sự, sợ rằng ngay cả tôi cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Ánh mắt ông lão sáng lấp lánh, biểu cảm nghiêm túc khác thường, nói. Cái gọi là luân hồi, thật ra là Khổng Tề Thiên cưỡng ép lui cảnh giới để tu luyện lại mấy lần liên tiếp, người bình thường có lẽ không chú ý tới quy luật trong này, nhưng ông lão lại một mực để ý đến. Lần đầu tiên Khổng Tề Thiên luân hồi đã giảm thẳng xuống cảnh giới binh vương, lần thứ hai, là bắt đầu từ cảnh giới quân vương, lần này, Khổng Tề Thiên bắt đầu tu luyện lại từ cảnh giới thiên vương. Mà lần tu luyện lại này cũng là lần ông ta hao tổn nhiều nhất, Khổng Tề Thiên trở lại cảnh giới nhân vương cấp 5 lần nữa rốt cuộc mạnh mẽ thế nào, ngay cả ông lão cũng không dám tùy tiện suy đoán. Ồ, ý ông là mỗi một lần ông ta luân hồi, thực lực cũng sẽ tăng cường gấp đôi à, Tư Mã Tư trầm ngâm nhìn ông lão. Có thể nói như vậy, mỗi một lần luân hồi tu luyện lại, thời gian đều được gia tăng theo bội số bao nhiêu đó, điều này nói lên, độ khó lại cao hơn một cấp. Nói cách khác, những người vùng ngoài vũ trụ, trông có vẻ cảnh giới tương đương với chúng ta, nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải là điều mà cao thủ vùng ngoài lãnh thổ cùng cảnh giới có thể so sánh được, nguyên nhân chính là ở đây. Cho nên, Khổng Tề Thiên không thể xem thường được, theo tầm nhìn hạn hẹp của tôi, ông ta sẽ trở thành địch thủ mạnh nhất của thế tử. Ông lão nói hết sức chắc chắn. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn trong thế tục có thiên phú hơn người ra sao đi nữa, cũng không thể nào so sánh được với Khổng Tề Thiên luân hồi 5 lần được. Vì vậy, từ khi mới bắt đầu, ông lão đã không coi Tiêu Chính Văn ra gì, trái lại càng chú ý đến mỗi lời nói và mỗi hành động của Khổng Tề Thiên. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không dễ đối phó, mối quan hệ giữa anh ta và Hận Thiên ra sao, bây giờ vẫn không thể chắc chắn được, sau lưng có chỗ dựa huyết tộc cũng đã khiến cho người ta kiêng dè rồi. Bây giờ, nhà họ Võ lại bước vào phá rối, còn liên kết với Tiêu Chính Văn, đồng thời, đế vương các cũng đang lăm le, lần này sợ rằng thánh huyết sẽ không dễ dàng về tay chúng ta như vậy. Tư Mã Tư khẽ lắc đầu, thở dài nói. Thế tử lo xa nghĩ rộng, tôi đây bội phục. Có điều, thế tử không cần lo, bên phía huyết tộc đương nhiên sẽ có người lo liệu, nhưng giờ phút này, nội bộ Hoa Quốc cũng không nên nổ ra phân tranh nữa. Thiên đạo minh ước sắp đặt sân thi đấu lần này ở Vi Hào, trên thực tế là có ý ở báo cho toàn thế giới biết người có năng lực mới lấy được thánh huyết của đế tuấn. Bất kỳ ai, chỉ cần có thực lực này đều có thể tham gia cướp đoạt. Tôi e rằng cứ như thế, sẽ có rất nhiều thế lực và chủng tộc cổ xưa tới tranh đoạt thánh huyết với chúng ta. Thân thế của đế tuấn, người người đều biết, nhưng tôi đã tìm thấy ghi chép liên quan đến đế tuấn trong một bộ sách cổ, người này lại là thần vương thời kỳ thượng cổ. Ông lão nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thần vương thời thượng cổ, Tư Mã Tư ớn lạnh sống lưng. Thế giới này thật sự có thần ư? Những võ giả như bọn họ, tuy rằng tuổi thọ vô biên, nhưng đều là dùng võ để vào đạo, tuổi thọ cũng kéo dài theo sự tăng lên của cảnh giới. Còn nói đến thần tiên gì đó, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ cũng không có mấy người tin. Gì mà cuộc chiến phong thần, gì mà cung công lật trời, đều là vài lời nói vô căn cứ, đơn giản là làm hoa mỹ hóa chuyện xúc phạm đến người bề trên, tập hợp người lại đoạt quyền mà thôi. Thế ra hoàng tộc như nhà họ Tư Mã, đã quen đến nỗi không thể quen hơn với những trò lừa bịp vặt vãnh này. Cho dù là ba vị đế vương thượng cổ, trong mấy người chuyên húc đế cốc, cái gọi là lương thiện nhân nhược, căn bản không tồn tại, nếu như moi hết những chuyện xấu xa trong này ra, thật sự có thể viết được một bộ lịch sử đen tối dày cộm. Thế tử, quả thật đế tuấn là một trong các thần vương thượng cổ, chỉ là năm đó bởi vì đại chiến với vùng ngoài vũ trụ, thần giới cũng đổ nát không chịu nổi. Vì vậy, mới bị người của vùng ngoài vũ trụ bày mưu tính kế chống lại, chết thảm ở Côn Luân. Thánh huyết ông ấy để lại, tuy sẽ mở ra di tích long tộc cho nhân loại, nhưng ông ấy cũng từng thề rằng, chỉ có người cực trung, cực tín, cực nhân, cực nghĩa, mới có được thánh huyết của ông ấy, mở ra di tích của long tộc. Cũng chưa từng nói, người này nhất định phải là người Hoa Quốc. Nghe nói vậy, Tư Mã Tư không khỏi trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn về phía ông lão. Đoạn bí sử này, ngay cả người thừa kế nhà họ Tư Mã như hắn cũng chưa bao giờ nghe. Thế tử có thể yên tâm,
mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh Tiêu Chính Văn đương nhiên sẽ có người đi ứng phó, còn người nhà họ Võ sẽ có người trong đế vương các đối phó. Rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy người nhà họ Võ lấy được thánh huyết của đế tuấn, nhưng nếu như Kiếm Tần Vương và Cây Giáo Bá Vương xuất thế song song, khó có thể đảm bảo sẽ không xảy ra điều gì khác thường. Cây Giáo Bá Vương, Tư Mã Tư nheo mắt lại, trầm giọng nói, Cây Giáo Bá Vương không phải là binh khí của Hạng Vũ sao? Nghe nói nó đã bị đánh mất từ thời trận chiến vùng ngoài vũ trụ rồi mà. Sao có thể xuất hiện trong thế tục được? Không, Cây Giáo Bá Vương và Kiếm Tần Vương đều là vật có linh hồn, không phải chỉ là một món binh khí thông thường mà thôi. Theo tôi biết, Kiếm Tần Vương đã bị Tiêu Chính Văn lấy mất, Cây Giáo Bá Vương bây giờ vẫn không rõ tung tích. Nhưng bất kể như thế nào, không thể để cho Tiêu Chính Văn lấy được Cây Giáo Bá Vương nữa, nếu không, ắt người này sẽ thành họa lớn. Ông lão nói vô cùng kiên định. Hừ, sợ rằng những kẻ thù sống còn của Hạng Vũ cũng sẽ không mặc cho Cây Giáo Bá Vương rơi vào tay của Tiêu Chính Văn, vùng ngoài lãnh thổ sẽ không trơ mắt nhìn thế tục lớn mạnh. Tư Mã Tư cười nhạt nói. Sao thế tử lại nói thế, ông lão không kiềm được mà chau mày, trong lòng đã có một dự cảm xấu. Để đề phòng bất trắc, tôi đã liên lạc với người của bọn họ từ trước rồi, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến thế tục. Tư Mã Tư cười khẩy nói. Ngay sau đó, Tư Mã Tư lấy ra một cái khăn vuông từ trong tay áo, nhìn bề ngoài, đây chỉ là một chiếc khăn tay rất bình thường, nhưng phía trên, lại có hơi thở viễn cổ xa xưa. Đây là tín vật của Cửu U Cung. Thế tử, cậu, đối mặt với nỗi khiếp sợ của ông lão, Tư Mã Tư chỉ cười uy nghiêm nói, người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết. Không chỉ có người nhà họ Khổng, mới biết dùng âm mưu quỷ kế, so về thuật quyền mưu, những thứ thối nát của nhà họ Khổng còn kém quá xa. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng, tôi nhắm mắt làm ngơ trước chuyện của Khổng Tề Thiên, chỉ biết ngồi nhìn nhà họ Khổng của ông ta lớn mạnh thôi sao? Hừ, kẻ thối nát vô liêm sỉ Khổng Khâu kia, đã từng đặt bẫy lấy mất giang sơn của nhà họ Tư Mã chúng ta. Thù này sao bổn thế tử quên được chứ? Nếu đã không thể xoay chuyển trời đất, vậy hãy để cho nhà họ Khổng không còn người nối dõi nữa. Ông lão nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thế tử, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu cũng không nên có liên lạc với Cửu U Cung. Cửu U Cung không thể so với huyết tộc, đến lúc đó, không chỉ thế tục sẽ loạn, ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ rơi vào đại loạn. Vì khuất phục một nhà họ Khổng, mà kéo theo cả thiên hạ cũng, ông Lôi, ông vẫn đánh giá thấp trận chiến giành thánh huyết này rồi, thánh huyết xuất thế ngàn năm mới có một lần, ông thật sự cho rằng sẽ đơn giản như vậy sao? Ban đầu, Tư Mã Chiêu có thể tranh được thánh huyết của đế tuấn với vạn người, tuyệt đối không phải tình cờ. Mà từ đó về sau, trong quân doanh Đại Tấn đã xuất hiện binh lính quần áo đen. Ông nghĩ những người đó là binh lính bình thường sao? Có câu đường đến đất thục còn khó hơn cả lên trời. Tổ tiên Tư Mã Chiêu đã đột phá đường đến đất thục khó như lên trời thế nào hả? Lời này vừa được nói ra, ông lão không khỏi kinh ngạc thay đổi sắc mặt. Thì ra nhà họ Tư Mã cũng không đơn giản, thậm chí còn có căn cơ ẩn giấu sâu hơn so với nhà họ Khổng. Ý của cậu là quân cờ đen của Thánh Điện Cửu U. Chẳng lẽ Đại Tấn và Cửu U Cung đã có liên quan từ lâu, ông lão bị ý nghĩ này của mình làm cho chấn động hoàn toàn. Sự tồn tại của Cửu U Cung không thua gì sự tồn tại của vùng ngoài vũ trụ, hơn nữa vẫn luôn lăm le thế giới trên mặt đất. Bắt tay với Cửu U Cung, không khác nào bảo hổ tự lột ra. Ha ha, thủ đoạn chỉ là một loại đường tắt, Cửu U Cung thì làm sao? Vùng ngoài vũ trụ thì như thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần chúng ta lấy được thánh huyết của đế tuấn thì ai sẽ quan tâm, chúng ta đạt được mong muốn bằng cách nào chứ? Chỉ cần chiến tranh nổ ra, cũng chính là cơ hội tuyệt vời để chém chết thằng nhãi Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Tư Mã Tư lạnh lùng u ám mở miệng nói. Còn về mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và Hạo Thiên Sáng Thế, Tư Mã Tư cũng lười suy nghĩ nhiều, đến lúc đó, người của Cửu U Cung sẽ ra tay thay hắn, giải quyết gọn Tiêu Chính Văn. Hạo Thiên có bá đạo hơn nữa, cũng dám ra tay với người của Cửu U Cung sao? Như vậy chính là đang chọn khơi mào trận huyết chiến giữa thế tục và Cửu U Cung, ngay cả thiên đạo minh ước của vùng ngoài lãnh thổ, cũng e sợ Cửu U Cung tránh còn không kịp, huống chi là Hạo Thiên Sáng Thế. Ở mốt, sau diễn biến khác khi quân chủ nước Phi Hào quỳ xuống xin lỗi ngay trước mặt mọi người, toàn bộ nước Phi Hào đều lâm vào bầu không khí chán nản. Trận chiến hơn trăm năm trước,
quân chủ nước Phi Hào cũng chưa từng bị xét xử, còn thong dong ngoài vòng pháp luật đến nay. Mà hành động này của Tiêu Chính Văn, tương đương với việc hoàn toàn tẩy sạch quốc nhục của Hoa Quốc, đồng thời, cũng đòi lại công bằng cho tướng sĩ cùng đồng bào Hoa Quốc tử nạn trong cuộc chiến tranh. Nhất thời, danh tiếng Tiêu Chính Văn nổi bật như mặt trời ban trưa ở khắp cả Hoa Quốc. Sau khi yến tiệc kết thúc, mấy người Tiêu Chính Văn trở về Hoa Quốc ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, lại một tin tức gây chấn động truyền tới, bên phía nhà họ Khổng lại có chuyện lớn. Một khí tức vô cùng mạnh mẽ quanh quẩn không đi trên bầu trời ở nhà họ Khổng, giờ phút này, không chỉ là năm đại danh sơn, dường như toàn bộ võ tông cũng nhìn về phía nhà họ Khổng. Không ít nhân vật cấp nguyên lão của năm đại danh sơn đều lộ ra vẻ trầm ngâm. Ngay cả Triệu Kế Hồng cũng không nhìn được hỏi, đây là vị kia của nhà họ Khổng sao? Đúng là gần đây nhà họ Khổng gây ra động tĩnh không nhỏ, liên tiếp có người đột phá, chẳng lẽ là thánh huyết của đế tuấn thật sắp xuất thế sao? Giờ phút này tâm trạng của Thiên Hà Đạo Quân cũng vô cùng nặng nề, nếu nói rằng năm đại danh sơn không hề có chút lòng tham muốn nào với thánh huyết của đế tuấn thì ngay cả bản thân ông ta cũng không tin. Bất kể bọn họ có tham gia thi đấu lần này hay không, chỉ cần thánh huyết đế tuấn xuất hiện, chắc chắn họ sẽ bất chấp tất cả mà đi tranh đoạt. Chẳng mấy chốc, một tin tức vô cùng bùng nổ truyền ra, Hứa Văn Long đột phá lần nữa. Hơn nữa lại là đột phá liên tiếp hai cảnh giới lớn, trong một đêm, trên vùng đất Hoa Quốc đã xuất hiện một vị cao thủ nhân vương cấp 6. Tin tức này vừa tung ra, dường như toàn bộ Hoa Quốc đều xôn xao. Tuy tin tức này thua xa sức ảnh hưởng của việc Điện Thần Long đột nhiên xuất hiện ba vị cường giả cảnh giới nhân hoàng, nhưng cũng đủ khiến cho cả võ tông rùng mình. Dẫu sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hứa Văn Long đã đột phá liên tiếp, hơn nữa mỗi lần đều là đột phá cảnh giới mấu chốt, quả thực điều này làm đổi mới nhận thức của tất cả mọi người. Tin tức này cũng nhanh chóng khiến cho cả Hoa Quốc chấn động. Sao Hứa Văn Long có thể đột phá lần nữa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi? Với tu vi của anh ta, rõ ràng đã đến trình độ cao nhất, căn bản không thể đột phá trong thời gian ngắn mới đúng. Chẳng lẽ, lần đột phá này của anh ta, có liên quan đến nhà họ Tư Mã sao? Nhất thời, vô số suy đoán được đưa ra. Một vài nhân vật cấp trưởng lão trong võ tông, lại ngơ ra, chẳng lẽ cao thủ cảnh giới nhân vương đột phá, trong mắt cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ, đều là chuyện giống như một trò đùa à? Như vậy làm sao chống lại thế gia vùng ngoài lãnh thổ? Bên trong chuyện này, nhất định có gì đó kỳ quặc, tôi đã từng gặp Hứa Văn Long, dựa vào tư chất của cậu ta, căn bản không thể đột phá cảnh giới lần nữa nhanh như vậy. Triệu Kế Hồng thất thanh nói. Tuyệt đối không thể, Đỗ Ách Chân Quân bên cạnh cũng nói. Cho dù là mấy lão già như chúng ta, cũng không thể đột phá liên tiếp trong mấy ngày ngắn ngủi được. Với tốc độ của cậu ta, chưa tới một tháng, chẳng phải sẽ còn cao hơn cảnh giới của mấy lão già chúng ta sao? Thiên Hà Đạo Quân cau mày nói. Bọn họ cũng từng tận mắt nhìn thấy Hứa Văn Long, biết rất rõ thiên phú và thực lực của hắn. Với tiêu chuẩn của Hứa Văn Long, trong 10 năm có thể đột phá đến nhân vương cấp 5 cũng đã là một kỳ tích rồi, sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến cảnh giới nhân vương cấp 6. Nhưng giờ phút này, hiện tượng lạ trên bầu trời đã nói rõ hết thảy, đúng là Hứa Văn Long đã đột phá, hơn nữa đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 6. Lại gần cảnh giới nhân hoàng hơn một bước. 80-90% là nhà họ Tư Mã đã âm thầm giở trò trong đó, theo tôi thấy, nhà họ Tư Mã đang lập uy với thế tục đấy, Triệu Kế Hồng nheo mắt lại, trầm giọng nói. Hứa Văn Long mới vừa gia nhập nhà họ Tư Mã, trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới liên tiếp, khả năng đầu tiên mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến là nhà họ Tư Mã sử dụng nhiều tài nguyên để đào tạo Hứa Văn Long. Cứ như thế, những người còn chưa quy phục nhà họ Tư Mã sẽ đổ xô vào nhà Tư Mã. Chiêu này đúng là hết sức cao minh, hơn nữa thời gian mấu chốt cũng vừa đúng lúc. Vào giờ phút tiếng tăm Tiêu Chính Văn nổi trội, danh vọng như mặt trời ban trưa, bọn họ tung ra tin tức làm rung chuyển như vậy, lập tức làm loãng tin tức Tiêu Chính Văn ép quân chủ nước Phi Hào quỳ gối. Anh Tiêu, anh xem Hứa Văn Long này, bên trong Hắc Băng Đài, Tần Vũ chắp hai tay sau lưng, chân mày nhíu chặt, hỏi. Không chỉ vẻ mặt Tần Vũ nghiêm túc, cả hai người Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong cũng đều cau mày. Dẫu sao cảnh giới của hai người họ cũng chỉ có nhân vương cấp 3, nhưng so về bối cảnh thì Hứa Văn Long lại tệ hơn họ. Bất kể nhà họ Thành vùng ngoài lãnh thổ, hay nhà họ Trương ở thế tục đều là thế gia đại tộc có bối cảnh thâm sâu,
đâu phải là gia tộc mà người như Hứa Văn Long có thể so sánh được. Mà hai nhà bọn họ dù dốc hết tài nguyên, đến nay họ cũng chưa đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 5, hết lần này đến lần khác lại là một người xuất thân nghèo nàn như Hứa Văn Long đột phá cảnh giới liên tiếp. Hôm nay đã đạt đến nhân vương cấp 6, ngược lại Tiêu Chính Văn có vẻ rửng rưng, giống như hoàn toàn không coi chuyện này ra gì. Dựa vào thiên phú của Hứa Văn Long, cùng với hiểu biết về chân khí của hắn, muốn đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới căn bản là mơ mộng hão huyền. Trong chuyện này, nhất định là nhà họ Tư Mã, hoặc nhà họ Khổng đang dở trò. Mục đích cũng vô cùng đơn giản, họ muốn làm giảm sức ảnh hưởng của sự kiện Tiêu Chính Văn bắt người đứng đầu ở Vi Hào quỳ xuống mà thôi. Nhưng làm như vậy cũng là lợi không bằng hại theo một kiểu khác, có thể nói rằng, mỗi một lần vận dụng đan dược để đột phá nhanh chóng, đều làm giảm tiềm năng thật sự của một người. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Chính Văn không làm tăng thực lực tất cả mọi người trong Điện Thần Long lên tới cảnh giới nhân vương trong một lượt. Còn mấy người Long Hình có thể đạt tới cảnh giới nhân hoàng trong thời gian ngắn, cũng không phải nhờ dùng đan dược, mà nhờ vào khí vận của Âu Lục. Có thể nói, Tiêu Chính Văn đưa cho ba người Long Hình 10 năm dương thọ của tất cả mọi người Âu Lục, mới có thể khiến cho bọn họ đạt tới cảnh giới nhân hoàng trong thời gian ngắn. Chỉ là phương thức này, không có bất kỳ tác hại nào với bản thân mấy người Long Hình, ngược lại, còn có ích lợi cực lớn đối với việc tăng cảnh giới sau này của bọn họ. Nếu như tôi đoán không lầm, hẳn là thiên linh đan của nhà họ Tư Mã, Võ Anh Hào nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Thiên linh đan này đúng là một loại đan dược có thể làm người ta tăng thực lực lên nhanh chóng, thậm chí có thể khiến cho người ta đột phá liên tiếp một cảnh giới lớn. Nhưng mọi vật trên thế gian, có lợi chắc chắn cũng có hại. Thiên linh đan, thứ này hiếm có ở vùng ngoài lãnh thổ sao, Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói. Không chỉ hiếm, hơn nữa còn là vô cùng hiếm. Võ Anh Hào trầm ngâm nói, cho dù là nhà họ Võ chúng tôi, cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Vật này, trừ phi là hoàng tộc, còn những thế gia khác thì ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Tin rằng chắc anh Tiêu cũng không xa lạ gì với người tên là Từ Phúc này, năm đó ông ta lấy danh nghĩa ra khơi tìm thần tiên. Lừa gạt được một viên thiên linh đan từ nhà họ Doanh. Cho nên từ đó về sau, thiên linh đan của Hoàng Thất, không đưa ra ngoài nữa. Lần này nhà họ Tư Mã thật sự đã dốc hết vốn liếng, ra tay thoáng như vậy thì thậm chí ngay cả nhà họ Võ chúng tôi cũng tự hổ thẹn không bằng. Võ Anh Hào không khỏi cười khổ, bảo anh ta tặng thiên linh đan cho Tiêu Chính Văn, một mặt là anh ta không có quyền hạn đó, mặt khác, vật quý giá như vậy, nhà họ Võ cũng không thể tùy tiện lấy ra tặng cho người khác. Giờ phút này, trong vườn nhà họ Khổng, Khổng Vạn Thắng trầm ngâm nói với Hứa Văn Long, đột phá đi, để mọi người cùng ngẩng mặt nhìn vị cao thủ nhân vương cấp 7 tuyệt thế. Cảm ơn ông Khổng, tôi nghĩ, Tiêu Chính Văn sẽ không ngờ được rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hứa Văn Long tôi đã đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 7. Hừ, đợi sau khi tôi đột phá, đương nhiên phải so tài cao thấp với Tiêu Chính Văn một phen. Chỉ là không rõ, đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ có cảm tưởng gì. Nói đến đây, khí thế bừng bừng, trong con người Hứa Văn Long đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức đáng sợ. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen giăng đầy, tuy cũng có sấm chớp rền vang, nhưng khí thế, rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Thông qua kinh nghiệm trước đây, kiểu có thiên phú hơn người như Hứa Văn Long, một lần đột phá không phải có khí thế rung trời sao. Nhưng lúc này đây, ngược lại xuất hiện khí tượng như nỏ hết đà, làm mọi người trong võ tông xôn xao buồn bực. Chẳng lẽ, Hứa Văn Long đã tiêu hao hết tiềm lực? Ngay cả trời đất phương này cũng đang khinh bỉ hắn sao? Một ông già nhìn về khí tượng không đậm không nhạt phía chân trời, lại nở nụ cười giễu cợt. Giờ phút này, ngay cả Hứa Văn Long cũng cảm thấy khác thường. Theo lý thuyết, bắt đầu từ cảnh giới nhân vương, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều sẽ xuất hiện hiện tượng thiên nhiên đáng sợ. Nhưng trước mắt, khí tượng ở vùng trời trên vườn nhà họ Khổng không chỉ không đáng sợ. Trái lại còn có cảm giác chẳng ra gì. Cho dù là một trận mưa to sấm sét lớn một chút, cũng kinh khủng hơn so với khí tượng bây giờ nhiều. Chuyện này là sao, dường như Hứa Văn Long cũng cảm nhận được, mặc dù thực lực hắn có tăng lên, nhưng căn bản không có cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới, tràn đầy sức lực như lúc trước, ngược lại còn có cảm giác không có sức lực. Giống như một người mới khỏi bệnh nặng, thậm chí ngay cả nói chuyện, cũng hơi uể oải. Văn Long. Không cần để ý, suy cho cùng trong thời gian ngắn, cậu đột phá liên tiếp 4 cảnh giới,
có lòng mà không có sức cũng là chuyện hiển nhiên, Khổng Vạn Thắng nhìn xuống Hứa Văn Long bên dưới, cười nhạt mở miệng nói. Hứa Văn Long đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hiện tại hắn đang ở cảnh giới nhân vương cấp 7, theo lý mà nói, khi đột phá nhân vương cấp 7, sẽ có khí tượng đáng sợ mới đúng. Nhưng khi hắn đột phá, dường như chẳng có dấu hiệu nào cả. Lúc này, Thành Kế Hào cũng nhận ra manh mối, mơ hồ cảm nhận được Hứa Văn Long lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu tôi đoán không nhầm thì Thiên Linh Đan đã làm tiêu hao hết tiềm lực của hắn. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn về phía nhà họ Khổng, mà nhìn về phía núi Huệ Mi, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn đều có cường giả cảnh giới nhân hoàng trở lại, chỉ có Thiên Sơn và Huệ Mi vẫn chưa có ai. Vào lúc này, một luồng sáng xé tan bầu trời, phóng thẳng về phía Huệ Mi. Ánh mắt của Võ Tông và năm đại danh Sơn đều tập trung trên người Hứa Văn Long, hầu như không có ai chú ý đến luồng sáng như sao băng bình thường kia. Luồng sáng đó cắt ngang bầu trời, một dáng người hiên ngang đứng trên không trung. Nhìn xuyên qua bầu trời đêm, Tiêu Chính Văn có thể thấy rõ có một luồng ánh sáng bao quanh người đó, rất có khí chất của thánh nhân dáng thế. Trên núi Huệ Mi, vô số đệ tử đã lần lượt quỳ xuống bái lạy. Hiển nhiên người trở lại có thân phận vô cùng cao. Ngay khi Hứa Văn Long đột phá đến thời điểm then chốt, trên núi Huệ Mi đột nhiên tỏa ra một luồng sáng chói lọi. Cả bầu trời Tây Bắc cũng sáng bừng lên. Ngay cả đám người nhà họ Khổng cũng lần lượt ngẩng đầu lên nhìn trời. Huệ Mi, các người đang cố ý phá hoại Hứa Văn Long đột phá sao? Khổng Vạn Thắng nhìn lên bầu trời trên núi Huệ Mi, tức giận gầm lớn. Mặc dù bây giờ Hứa Văn Long đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khổng và gia nhập nhà họ Tư Mã. Nhưng chuyện Hứa Văn Long đột phá, nhà họ Tư Mã cũng đã báo trước cho nhà họ Khổng. Nhà họ Tư Mã muốn dùng sự đột phá nhanh chóng của Hứa Văn Long để gây chấn động thiên hạ, hòng làm suy yếu sức ảnh hưởng của Tiêu Chính Văn. Có thể nói, trong chuyện này, cả nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy đều cùng phe với nhà họ Tư Mã. Chỉ cần có thể trấn áp được danh tiếng của Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng đương nhiên sẽ vui vẻ hợp tác với nhà họ Tư Mã. Nhưng hành động của Huệ Mi đã phá hỏng kế hoạch của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã, sao Khổng Vạn Thắng không nổi giận cho được. Hơn nữa, bức màn ánh sáng đang ép về phía nhà họ Khổng với tốc độ cực nhanh, có nghĩa là đã chắn nửa đường Hứa Văn Long đột phá. Theo lý mà nói, sau cái chết của Hỏa Long Chân Quân, cả Huệ Mi đều trở nên trầm lặng, bất kể là chuyện trong giới thế tục hay là hành động của các phe phái ở vùng ngoài lãnh thổ, Huệ Mi đều không quan tâm. Xem ra đã khiếp sợ trước uy danh của Tiêu Chính Văn. Ngay cả bốn đại danh Sơn còn lại trong năm đại danh Sơn cũng đang nghi ngờ Huệ Mi có ý định rút khỏi liên minh năm đại danh Sơn. Nhưng vào lúc này, Huệ Mi đột nhiên trở lại, thậm chí còn gây náo loạn lớn, muốn giành sự chú ý của mọi người với nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã, điều này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ là trong bức màn sáng đó, có một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn thẳng vào Khổng Vạn Thắng. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đó, Khổng Vạn Thắng không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong đôi mắt đó, ông ta chỉ nhìn thấy sát khí vô tận. Thậm chí trong đầu Khổng Vạn Thắng còn xuất hiện ảo ảnh núi xác và biển máu. Đám người Trương Lăng Phong cũng có cảm giác vô cùng khó chịu. Xem ra người trở lại của Huệ Mi có lai lịch rất lớn, Trương Lăng Phong nội vàng lấy điện thoại gọi cho nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Cho dù Trương Lăng Phong không thông báo cho nhà họ Trương thì Sở Hồng Thiên cũng đã thông báo tin tức này cho nhà họ Trương từ sớm rồi. Hai nhà chúng ta nhất định phải hợp lực chống lại kẻ địch. Người trở về của Huệ Mi lần này không hề đơn giản. Sở Hồng Thiên lập tức khởi động Hộ Sơn Đại Trận, nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng kích hoạt ngàn vạn trận ngự trận pháp chưa từng dùng trước đó. Bùm, trận ngự trận pháp ở Sơn Thành cũng cùng lúc được kích hoạt. Khác với trận pháp của nhà họ Trương và Thiên Sơn, trận pháp của Sơn Thành được kích hoạt tự động sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Vào lúc này, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Bạch Chiến Sinh ở Long Kinh cũng không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, người của Huệ Mi trở về nhất định sẽ chào hỏi với đế vương các trước, dù sao mọi người cũng có quan hệ với nhau, hơn nữa còn có quy tắc dành cho người ở vùng ngoài lãnh thổ trở về. Không thể bỗng dưng trở lại giết giới thế tục với khí thế hung tợn được, nếu không ai sẽ là người chống lại kẻ thù hùng mạnh vùng ngoài vũ trụ. Nhưng lần này, Huệ Mi không hề làm theo quy tắc. Lúc này,
Hứa Văn Long nhắm chặt hai mắt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên đã tới thời điểm đột phá mấu chốt, có thể trở thành cao thủ nhân vương cấp 7 hay không đều phụ thuộc vào thời khắc này. Mau phái người đi chất vấn với Huệ Mi, tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của nhà họ Khổng chúng ta? Mặc dù Khổng Vạn Sinh nói với vẻ sợ hãi, nhưng nhà họ Khổng sao có thể để ý đến một Huệ Mi nhỏ nhé? Trong chốc lát, một vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 của nhà họ Khổng từ dưới đất bay lên, hướng về phía núi Huệ Mi. Nhưng ngay khi vị cao thủ đó vừa đặt chân xuống chân núi Huệ Mi, đột nhiên một luồng sáng mờ ảo chiếu thẳng vào vị cao thủ đó. Luồng sáng đó có sức mạnh hủy diệt trời đất, đám người võ tông nhìn từ xa đều sửng sốt. Đối phương rõ ràng là có động cơ giết người. Quả nhiên, vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng rực rỡ nổ tung trên không trung. Nhìn ánh sáng huy hoàng chói lọi cả bầu trời trên, tất cả mọi người đều sững sờ. Huệ Mi thật sự đã giết chết cao thủ cảnh giới nhân vương của nhà họ Khổng. Rốt cuộc Huệ Mi muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ muốn phản bội liên minh năm đại danh sơn? Khổng Vạn Thắng nhìn cao thủ cảnh giới nhân vương của nhà mình chết ngay tại chỗ, liền tức giận gầm lớn. Nhưng Triệu Kế Hồng lại cảm nhận được một điều kỳ lạ. Lần này, hành động của Huệ Mi thật sự quá bất thường. Theo lý mà nói, cho dù có bất hòa với người nhà họ Khổng, thì Huệ Mi cũng sẽ không giết người nhà họ Khổng ở nơi công cộng. Điều này chẳng khác gì tuyên chiến với nhà họ Khổng, mà năm đại danh sơn luôn chắp cánh bên nhà họ Khổng. Huệ Mi đang làm gì vậy? Bọn họ giết người nhà họ Khổng, đồng nghĩa với việc đang phản chủ, Triệu Kế Hồng khẽ cau mày. Năm đại danh sơn có lai lịch khác nhau, nhưng nhìn chung, bọn họ đều có quan hệ chặt chẽ với nhà họ Khổng. Chỉ có Tung Sơn có giao tình sâu đậm với nhà họ Triệu, nhưng trên thực tế cũng bị nhà họ Khổng khống chế. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu chuyện này, cho nên, tuy rằng đối với người ngoài, năm đại danh sơn không có liên hệ gì với nhà họ Khổng. Nhưng trên thực tế, năm đại danh sơn đều phải nhìn sắc mặt nhà họ Khổng để hành sự. Nhưng hành động lần này của Huệ Mi tương đương với việc quá bỏ quy ước, hơn nữa còn có ý nghĩa là bọn họ sẽ không được nhà họ Khổng che chở nữa. Xẹt, một tia chớp tím từ hướng núi Huệ Mi phóng về phía Hứa Văn Long đang đột phá. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Vạn Thắng không khỏi kinh ngạc. Nếu Hứa Văn Long chết trong nhà họ Khổng thì không chỉ phá hỏng kế hoạch của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã, mà còn khiến nhà họ Khổng phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Hứa Văn Long. Sau này nhà họ Tư Mã đòi người, nhà họ Khổng biết giải thích thế nào đây? Lẽ nào đường đường là nhà họ Khổng mà không thể bảo vệ nổi một Hứa Văn Long sao? Nghĩ vậy, Khổng Vạn Thắng tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt Hứa Văn Long. Nhưng tia sét tím kia không hề có ý trốn tránh, mà phóng thẳng vào Khổng Vạn Thắng. Bùm, Khổng Vạn Thắng bị tia sét tím đánh trúng, lập tức hộc máu bay ra xa. Rầm, Khổng Vạn Thắng bay ra xa vài chục mét, đám người nhà họ Khổng kinh ngạc thốt lên, tộc trưởng. Vài người hầu của nhà họ Khổng chạy lên đỡ Khổng Vạn Thắng dậy. Lúc này, Khổng Vạn Thắng vẫn nhìn về phía núi Huệ Mi với vẻ khó tin, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không biết vị tiền bối nào đang ở trên núi Huệ Mi. Không biết tại hạ Khổng Vạn Thắng có thù gì với tiền bối. Khổng Vạn Thắng nhẫn nhịn cơn đau, lớn tiếng hỏi. Dù sao giết Hứa Văn Long là một chuyện, còn việc đánh tộc trưởng nhà họ Khổng trong giới thế tục lại là một chuyện khác. Tia sét này đánh trúng Khổng Vạn Thắng, đồng nghĩa với việc đánh trúng cả mặt mũi nhà họ Khổng. Lúc này, một thanh giáo dài tỏa ra ánh hào quang lạnh lẽo xuất hiện trên bầu trời. Cây giáo bá vương, nhìn thấy cây giáo đó, Khổng Vạn Thắng vô cùng kinh ngạc. Cây giáo bá vương cũng hiện thế rồi. Tư Mã Tư đầy ẩn ý nhìn về phía Huệ Mi. Cây giáo bá vương xuất hiện ở Huệ Mi, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng Hứa Văn Long người vừa mới đột phá nhân vương cấp 7 lại chẳng ai quan tâm. Nếu là trước đây, cho dù các phái võ tông không cử người đến chúc mừng thì cũng sẽ cử người đến xem, nhưng bây giờ cổng nhà họ Khổng vắng vẻ, căn bản không ai chú ý đến Hứa Văn Long. Ngược lại, vị kia của Huệ Mi vừa mới xuất thế đã đánh cắp ánh đèn sân khấu mà lẽ ra phải thuộc về Hứa Văn Long. Dù sao đó chính là cây giáo bá vương, sự tồn tại có thể sánh ngang với kiếm tần vương, hơn nữa, chỉ riêng thần binh cây giáo bá vương này đã vô cùng mạnh, không phải người thường có thể so sánh được. Hơn nữa, núi Huệ Mi vốn là một trong năm đại danh sơn, nội tình thâm hậu nên càng thu hút sự chú ý.
Ngay cả một số thế lực cổ đại ở Âu Lục lúc này đây cũng đang theo dõi chuyện này. Dù sao, cây giáo bá vương của Hoa Quốc xuất thế là điều hiếm thấy trong lịch sử. Cây giáo bá vương và kiếm tần vương xuất hiện cùng lúc, có nghĩa là thời kỳ loạn lạc thực sự đang đến gần. Ngay cả lâu đài Versailles cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Hoa Quốc, hơn nữa còn cử người đến hỏi dò tin tức của Huệ Mi. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới có tin tức truyền ra từ núi Huệ Mi. Người trở lại Huệ Mi lần này chính là Quảng Lăng Tử, một trong 7 người con của Huệ Mi. Cùng lúc đó, một tin tức khác bùng nổ trên mạng. Huệ Mi chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh năm đại danh sơn, tự thành lập bang phái riêng và sắp tới Quảng Lăng Tử sẽ tham gia cuộc chiến tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn. Ngay sau khi tin tức này được tung ra, cả thế giới liền náo động. Khối đồng minh năm đại danh sơn đã có hàng nghìn năm, từ trước đến nay chưa xảy ra biến cố nào như vậy, điều này có nghĩa thời kỳ loạn lạc rối ren trong truyền thuyết e rằng sắp đến rồi. Hàng ngàn năm nay, Huệ Mi vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, rằng một ngày nào đó trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của một người con được lựa chọn, núi Huệ Mi sẽ xuất hiện lực lượng mới và dẫn dắt toàn bộ võ tông. Nhưng nhiều năm nay, Huệ Mi lại cứ tầm thường, không có biểu hiện gì hơn người, thậm chí ngay cả Hằng Sơn và Hoa Sơn cũng có thể chèn ép Huệ Mi. Kể cả 7 người con hiện tại của Huệ Mi cũng đều cực kỳ thấp bé khi ở ngoài vùng lãnh thổ, chưa từng có bất kỳ thành tích phi thường nào, thậm chí có thể nói là tồn tại mà không ai biết đến. Mà giờ đây, việc Huệ Mi đột nhiên trở lại trạng thái bình thường không chỉ là một đòn đánh nặng nề đối với năm đại danh sơn, mà đối với võ tông mà nói, đây cũng là một điềm báo chẳng lành. Toàn bộ võ tông gần như hoàn toàn nhốn nháo ngay sau khi hai tin tức được truyền ra. Sao Huệ Mi lại đột nhiên phản bội năm đại danh sơn vậy? Người ta vốn không hòa hợp được với 4 danh sơn kia, cho dù là Thiên Sơn hay Hoa Sơn, nào có được lai lịch thâm hậu như Huệ Mi chứ? Huệ Mi có lai lịch gì phi thường sao? Điều đó là đương nhiên, người ta nói rằng cụ tổ trước khi vi hành về phương Tây đã ẩn cư ở Huệ Mi, về phần cụ ta để lại bao nhiêu bảo vật truyền thế cũng chỉ có bản thân Huệ Mi mới biết được. Nhắc đến cụ tổ, không chỉ võ tông Hoa Quốc mà số quốc gia nhỏ xung quanh Hoa Quốc cũng nghe nhiều nên quen. Nếu Huệ Mi thật sự có nguồn gốc liên quan gì với cụ tổ, vậy thì về lai lịch và nội tình, quả thực 4 đại danh sơn kia không thể so sánh được. Nơi tu ẩn của cụ tổ, chả trách có thể lưu truyền ngàn năm. Tuy nhiên, ngay khi mọi người còn đang tiêu hóa tin tức chấn động này, Huệ Mi lại bất ngờ tấn công núi Lạc Hà, một thành phần trong võ tông. Đêm đó, ánh sáng huyền ảo sáng chói vạn cổ, cây giáo bá vương xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ ngọn núi Lạc Hà bị bao phủ bởi một luồng sát khí đáng sợ. Vào lúc này, không chỉ đám người Triệu Kế Hồng chú ý đến hiện tượng kỳ lạ bên phía núi Lạc Hà mà toàn bộ võ tông cũng đều chú ý đến những biến cố xung quanh núi Lạc Hà. Cho dù xuất phát từ bất cứ lý do gì, tự ý tấn công núi Lạc Hà là đã đi ngược lại với quy tắc trong võ tông, giữa các môn phái, vô duyên vô cớ tấn công lẫn nhau, đây là kết quả mà không ai muốn nhìn thấy. Ngay cả đế vương các cũng không mong muốn nhìn thấy cảnh này. Dù gì Thánh Huyết Đế Tuấn cũng sắp xuất thế. Võ Tông Hoa Quốc lại xảy ra đại loạn vào lúc này, đối với các thế lực ngoài vùng lãnh thổ, đây tuyệt đối không phải là một tin tốt đẹp. Vì vậy, những cao thủ đế vương các trở về thế giới tục đã ngay lập tức ra tay. Ngay sau đó, đám người Triệu Kế Hồng và Thiên Hà Đạo Quân cũng lần lượt ra tay giúp đỡ. Triệu Kế Hồng bừng bừng khí thế, bày ra trận pháp bảo vệ mạnh nhất, bao bọc toàn bộ ngọn núi Lạc Hà trong đó. Thiên Hà Đạo Quân cầm kiếm thất tinh. Đằng đằng sát khí bay đến bầu trời núi Lạc Hà, đối đầu trên không với Quảng Lăng Tử. Đồ Ách Chân Quân cũng khí thế nghìn dặm, xuất hiện trên bầu trời núi Lạc Hà, bao bọc toàn bộ núi Lạc Hà bằng mây tím cuồn cuộn, đối đầu với Quảng Lăng Tử từ trên không. Có thể nói, ngoài núi Thiên Sơn ra, đệ tử của 3 đại danh sơn khác gần như đều tề tựu tại núi Lạc Hà cùng một lúc. Hơn nữa, trong võ tông, các môn phái đứng đầu cũng đã cử một số lượng lớn các cao thủ đến giúp đỡ núi Lạc Hà. Ngay cả nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy cũng lần lượt ra tay, rất đồng tâm hiệp lực để bảo vệ tình hình của núi Lạc Hà. Vào lúc này, Hứa Văn Long, người vừa đột phá nhân vương cấp 7 cũng nhanh chóng đến hiện trường cùng với Khổng Hữu Bang. Chỉ có điều sắc mặt của Hứa Văn Long vô cùng khó coi. Nếu không phải bên Huệ Mi xảy ra bất thường thì chuyện hắn liên tục đột phá và đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 7 hôm nay, nhất định sẽ thu hút sự chú ý từ mọi phía.
thậm chí nhiều thế lực lớn cũng sẽ nịnh bợ hắn, cho dù hắn không đầu quân cho nhà khác, nhưng địa vị của hắn trong nhà Tư Mã sau này nhất định có thể được nâng lên một bậc. Thế nhưng tất cả những điều này đã bị phá vỡ bởi sự trở lại đột ngột của Quảng Lăng Tử. Hiện giờ, đối với tất cả mọi người ở Võ Tông, Huệ Mi rõ ràng đã trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Quảng Lăng Tử vừa mới trở lại mạnh mẽ đã muốn tiêu diệt môn phái của người khác, cho dù là vì bất cứ lý do gì, trên dưới Võ Tông đều không thể để hắn đạt được mục đích, càng không cho phép một nhân vật như Tiêu Chính Văn thứ hai xuất thế ngang trời. Với việc phía bên Hoa Quốc bừng bừng khí thế gấp rút giúp đỡ núi Lạc Hà, dường như ánh nhìn của toàn thế giới đều tập trung vào núi Lạc Hà này. Có thể nói rằng trước đây, hầu như không ai biết rằng ở Hoa Quốc còn có núi Lạc Hà này, nhưng vào lúc này, ba chữ, núi Lạc Hà, lại tác động đến trái tim của hàng trăm triệu người. Mà dưới núi Lạc Hà, mặt đất đang rung chuyển như thể sẽ đất sạt núi lở bất cứ lúc nào. Ngôi sao đầy trời phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ lạ, trong phút chốc đỏ rực cả một góc trời. Ngay cả những người bình thường trong thế giới tục cũng đều hướng mắt về phía núi Lạc Hà, bởi vì hiện tượng thiên nhiên trong đêm hôm nay thật sự quá đáng sợ. Bầu trời đêm vốn dĩ tối như mực, lúc này lại phản chiếu một màu đỏ như máu. Vô số vệt sét màu tím xé rách bầu trời đêm, đánh về phía chân trời, sấm sét cuồn cuộn, tựa như vùng trời này có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Keng, cây giáo bá vương phát ra một tiếng kêu dài mạnh mẽ, một luồng sáng lạnh lẽo đánh ngang về hướng núi Lạc Hà. Ánh sáng lạnh lẽo kia vô cùng bá đạo, dường như chỉ cần một đòn là có thể hủy diệt vạn vật, chỉ cần một nhát thương là có thể xuyên thủng núi sông. Trong phút chốc, ánh sáng đỏ rực cả bầu trời kia dường như bị ánh sáng lạnh lẽo này xé rách, cả bầu trời đêm như bị nứt ra, trong nháy mắt, bầu trời đêm đỏ rực bị một đường sáng vàng bao phủ hoàn toàn. Chỉ với một đòn đánh, tất cả những người đến cứu giúp núi Lạc Hà đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, ngay cả đám người Triệu Kế Hồng cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Những cao thủ chỉ có cảnh giới nhân vương cấp 1 hoặc bán bộ nhân vương thì đều bị khí tức của cây giáo bá vương làm cho choáng váng và lần lượt ngã xuống từ hư không trong nháy mắt. Không hay rồi, mọi người mau tránh ra. Triệu Kế Hồng là người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng thu hồi trận pháp bảo vệ, rút lui xa trăm dặm. Độ Ách Chân Quân và Thiên Hà Đạo Quân cũng vội vàng lùi về sau. Ngay khi mấy người bọn họ vừa mới lùi ra, cây giáo bá vương đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Từng tia sáng đều giống như ngọn giáo dài ngang ngược, đâm thẳng về phía tất cả mọi người có mặt ở đó. Luồng khí tức này quả thực quá mạnh mẽ, ngay cả những cao thủ cảnh giới nhân hoàng cũng căn bản không đủ lực chống trả. Ngay khi tất cả mọi người đang kinh hãi, bầu trời lại biến thành một mảng đỏ rực. Chỉ có điều lần này là vô số máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Phù 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 phù, cùng với những trận âm thanh khó chịu truyền đến. Vô số đệ tử của các môn phái không kịp né tránh đã biến thành xương máu trong phút chốc, cơn mưa máu ngay lập tức rơi xuống, cả vùng đất dưới chân núi Lạc Hà bị nhuộm đỏ trong nháy mắt. Hừ, chống tôi thì chết, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến, trong giây tiếp theo, toàn bộ núi Lạc Hà đã biến thành núi xác và biển máu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng luống cuống nuốt nước bọt. Quảng Lăng Tử thậm chí còn độc đoán và ngang ngược hơn Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy núi Lạc Hà biến thành một biển máu, toàn bộ Võ Tông rơi vào yên lặng. Huệ Mi không chỉ phản bội năm đại danh sơn, mà còn đứng ở phía đối lập với Võ Tông. Tin tức này quá chấn động, nó cũng khiến mọi người ở Võ Tông vô cùng khó hiểu. Sáng sớm hôm sau, Thành Kế Hào xuất hiện trong phòng khách của dinh thự. Tiêu Chính Văn không hề để tâm đến cảnh tượng xảy ra đêm qua. Vẫn theo kế hoạch dẫn vợ và con gái trở về dinh thự, cả nhà vui vẻ tổ chức sinh nhật cho Khương Vi Nhan. Cậu Tiêu, Thành Kế Hào xin gặp, hơn nữa còn gửi đến cái này. Độ Thiên Chân Nhân bước vào phòng khách và đưa thiệp mời cho Tiêu Chính Văn. Hả, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, nhận thiệp mời từ tay Độ Thiên Chân Nhân. Bảo anh ta vào đi, Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn lướt qua thiệp mời, ngay sau đó gật đầu với Độ Thiên Chân Nhân. Thời gian không lâu sau, Thành Kế Hào đã đi theo sau lưng Độ Thiên Chân Nhân bước vào phòng khách. Anh Tiêu, tộc trưởng nhà họ Thành mở tiệc mời người tài năng các nơi đến Thái Sơn, đây là thiệp mời anh. Thành Kế Hào vô cùng cung kính nói với Tiêu Chính Văn. Thái Sơn, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn Thành Kế Hào. Không sai, là ở Thái Sơn, thánh huyết của Đế Tuấn sắp xuất thế, mà lần này, người tham gia tranh đoạt không chỉ có thế gia Hoa Quốc chúng ta.
Vì vậy, tộc trưởng đặc biệt mời mọi người tụ họp lại, rất mong anh Tiêu nể mặt. Thành Kế Hào vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Tuy Thái Sơn không thuộc năm đại danh Sơn, nhưng bất kỳ một ai là người Hoa Quốc cũng biết rõ tầm quan trọng của Thái Sơn. Nơi này là nơi bái tế trời đất của triều đại Thiên Vương. Chỉ khi Hoa Quốc gặp chuyện lớn, bái tế nói với trời cao, mới có thể đi lên phong thiện đài của Thái Sơn. Mà từ Lý Đường tới nay, nhà họ Thành vẫn luôn trông nom công việc của phong thiện Thái Sơn, người đưa thiệp mời cũng là đại diện của nhà họ Thành ở thế tục, và là tộc trưởng thế hệ này của nhà họ Thành Thành Vũ Dương. Dùng phong thiện đài, các người đã hỏi ý thiên tử chưa, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Tuy rằng phong thiện đài vẫn luôn do con cháu nhà họ Thành trông coi, nhưng căn cứ quốc pháp Hoa Quốc, bất kỳ ai cũng không được tự tiện bước lên phong thiện đài, càng không thể tùy ý sử dụng. Người vi phạm đồng nghĩa với phản quốc, Thành Kế Hào nghe vậy, vội vàng cười nói, anh Tiêu, anh hiểu lầm rồi, địa điểm yến hội lần này, là ở nhà tổ nhà họ Thành dưới chân Thái Sơn, không phải là phong thiện đài. Hơn nữa, lần này nhà họ Thành cố ý đứng giữa giảng hòa, hơn nữa, bất kể bên nào, có được sự ủng hộ của nhà họ Thành, cũng rất có khả năng có thể lấy được thánh huyết của Đế Tuấn. Trong biểu cảm của Thành Kế Hào không giấu được vẻ ngạo nghễ. Có điều, hiển nhiên là anh ta vẫn đánh giá cao sức ảnh hưởng của nhà họ Thành, thật ra thì lần này nhà họ Thành kết hợp một nhóm thế gia thời Lý Đường không phải giả, nhưng trong các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, sức ảnh hưởng của bọn họ còn kém cấp độ đó xa lắm. Võ Anh Hào bên cạnh nhíu mày lại, quan sát Thành Kế Hào mấy lần, khẽ lắc đầu chẳng nói đúng sai. Thánh huyết của Đế Tuấn, là do Đế Tuấn để lại cho con dân Hoa Quốc, cũng không liên quan gì nhiều đến nhà họ Thành. Tuy nhà họ Thành trông coi phong thiện đài ngàn năm, nhưng còn chưa đến mức can thiệp chuyện thánh huyết sẽ vào tay ai. Anh Tiêu, theo tôi thấy chỉ bằng đến đó xem thử, nếu nhà họ Thành có giảng hòa, vậy thì tin rằng, không chỉ người năm đại danh Sơn sẽ đến, kể cả Đế Vương Các và vị kia của Huệ Mi cũng sẽ tới. Đến lúc đó, không biết chừng còn may mắn thấy được phong thái của cây giáo bá vương. Võ Anh Hào thấy Tiêu Chính Văn yên lặng không nói, lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ. Sự thay đổi lập trường đột ngột của Huệ Mi lần này, rất có thể có liên quan đến thánh huyết của Đế Tuấn, nhưng sau lưng Huệ Mi là thế lực nào thì còn phải đợi kiểm chứng. Đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, còn phải tiến thêm một bước dò xét xem, ít nhất tạm thời tiếp xúc một chút, sẽ không có hại. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn mới gật đầu nói, được rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến. Thấy Tiêu Chính Văn đồng ý, lúc này Thành Kế Hào mới hài lòng chắp tay với Tiêu Chính Văn, rồi xoay người rời khỏi dinh thự. Giữa trưa ngày hôm sau, dưới chân Thái Sơn đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc, sương mù chậm rãi phủ khắp chu vi gần trăm dặm, hơn nữa sương mù càng lúc càng dày, gần như cách nhau mấy thước đã không thấy được người. Không ít dân chúng bình thường bị cảnh này dọa sợ, dựa theo lẽ thường, chỉ có trước khi mặt trời mọc, mới có sương mù chỉ cần gặp ánh mặt trời, thì sẽ tiêu tan. Nhưng lúc này đã sắp giữa trưa, lại có sương mù nổi lên, đây căn bản không đúng lẽ thường. Mọi người nhìn bên kia kìa, một người đàn ông trung niên chỉ tay lên bầu trời bị sương mù bao phủ, chỉ thấy dáng đỏ giống như cây cầu vòm, nối thẳng từ chân trời Thái Sơn. Trời ơi, không lẽ thật sự có chuyện thần tiên trên trời bay xuống đất? Một người dân trong thôn ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Giờ phút này, thậm chí có thể thấy rõ ràng, trên dáng đỏ, có một bóng người già cả như tiên ông, giống như đạp trên dáng đỏ mà bước tới. Trong một tòa nhà cổ dưới chân Thái Sơn, một cô gái như nàng tiên trên trời ngẩng đầu liếc nhìn dáng đỏ trên bầu trời, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục xem điện thoại di động. Cô gái có dáng vẻ cùng lắm chỉ 21-22 tuổi, hơn nữa dung mạo trong trẻo dễ mến. Quay lại nhìn, cũng mang dáng vẻ quyến rũ khôn tả. Nếu ở giới thế tục, tuyệt đối có thể so với một ngôi sao hàng đầu. Đứa con thứ bảy của Huệ Mi trở về thế tục ư. Tối hôm qua, còn tiêu diệt cả một môn phái. Núi Lục Hà, không lẽ là vì chuyện đó? Cô gái vừa nói, vừa cau mày, ngay sau đó lại tiếp tục tìm xuống bên dưới, dường như là tìm xem Tiêu Chính Văn xử lý chuyện này thế nào. Nhưng kết quả, kéo mãi đến cuối, cũng không thấy bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Tiêu Chính Văn. Đang khi cô gái tập trung tinh thần xem điện thoại di động, một người đàn ông trung niên đã chậm rãi đi tới sau lưng núi Lục Hà. Thành Hân Nhi, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng chơi bời lêu lổng cả ngày.
Sao con cứ không chịu nghe lời thế hả? Nhà họ Thành chúng ta không giống với những thế gia khác, thế tục chỉ là đất chúng ta lớn lên, tương lai, cuối cùng sẽ có một ngày con phải đi vùng ngoài lãnh thổ, đến đó, với tu vi của con bây giờ, e là làm người hầu cũng bị người ta chê. Đàn ông trung niên giận vì bất lực, nhíu mày lại. Thật ra giờ phút này Thành Hân Nhi đã là cảnh giới nhân vương cấp 1, với tuổi của núi Lục Hà, tu vi bực này tuyệt đối không hề thấp. Bố, người ta đang xem tin tức mà, Quảng Lăng Tử mới vừa trở về đã tiêu diệt núi Lạc Hà, chứng tỏ truyền thuyết đó là thật, đạo đức chân kinh thật sự ở núi Lạc Hà, Thành Hân Nhi quật cường ngẩng đầu lên, giải thích với đàn ông trung niên. Đó là chuyện của người lớn, một cô gái như con. Bớt hỏi chuyện ngoài đời đi, người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Hừ, con chẳng thèm quan tâm đến đạo đức chân kinh gì đó, con thấy kỳ lạ là theo lý mà nói hẳn là Tiêu Chính Văn nên ra tay rồi, sao lần này lại bình tĩnh như vậy? Còn nữa, không phải anh họ con nói đã đi mời Tiêu Chính Văn rồi sao? Kết quả thế nào, Tiêu Chính Văn đồng ý không? Mặt Thành Hân Nhi đầy kích động, hỏi. Phải nói ở trong thế tục. Người duy nhất có thể khiến Thành Hân Nhi ngưỡng mộ như vậy, cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Anh họ con nói, Tiêu Chính Văn đã đồng ý, có điều thật ạ. Không đợi đàn ông trung niên nói hết lời, Thành Hân Nhi đã vui mừng nhảy cẫng lên từ trên ghế, đôi mắt đẹp đảo quanh, giống như trong lòng đang tính toán gì đó. Hân Nhi, con nhìn xem con làm thế này ra thể thống gì? Một cô con gái, phải biết dè đặt. Và lại, Tiêu Chính Văn đã lập gia đình lâu rồi. Tốt nhất con vẫn phải giữ khoảng cách với cậu ta. Nếu không, mặt mũi nhà họ Thành chúng ta phải để đâu? Mặt người đàn ông trung niên đầy vẻ bất đắc dĩ, mắng một tiếng. Chậc, không phải nơi này không có người ngoài sao? Hơn nữa, nếu quả thật Tiêu Chính Văn muốn tới, dù sao nhà chúng ta cũng phải cử một người đại diện để khoản đãi người ta chứ, dẫu sao đây cũng là nhân vật danh tiếng lẫy lừng mà. Vừa nói, Thành Hân Nhi vừa dùng tay chỉ về phía mình. Hân Nhi, bố thật sự không hiểu, lần này đâu chỉ có một người trẻ tuổi ưu tú đến nhà họ Thành chúng ta. Khổng Tề Thiên, Quảng Lăng Tử, Tư Mã Tư, có ai không phải người ưu tú xuất sắc đâu. Hơn nữa nếu so về bối cảnh gia thế, sao Tiêu Chính Văn có thể được đặt cùng hàng so sánh với mấy người họ. Thành Hân Nhi nghe vậy, khinh thường cười nói, dựa vào bọn họ ư. Họ có tư cách so sánh với Tiêu Chính Văn sao? Mấy người họ chỉ trông có vẻ trẻ tuổi. Chứ ai mà không 100-200 tuổi, còn nữa, nếu như không có bối cảnh đằng sau bọn họ, không có thế gia làm chỗ dựa, bọn họ có đáng là gì? Không có sự ủng hộ của gia tộc, mỗi bước đi của họ đều khó khăn. Nhìn lại Tiêu Chính Văn thì sao? Cho tới hiện giờ, vẫn không dựa vào bất kỳ ai, hoàn toàn nhờ bản lĩnh của mình, đi từng bước một tới hôm nay. Mấy năm trước bố còn nói, cao thủ vùng ngoài lãnh thổ trở về, thì sẽ thế này thế kia. Nói đến đây, Thành Hân Nhi che mặt mà cười nói, bây giờ thì thế nào đây? Triệu Kế Hồng có được xem là cao thủ hay không? Thiên Hà Đạo Quân có được xem như người có quyền lực ở vùng ngoài lãnh thổ hay không? Mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng trở lại thì sao? Còn không phải là bị Tiêu Chính Văn bạt tai ngay trước mặt mọi người à? Con, bố, không phải bố vẫn thường nói với con, không có so sánh sẽ không có đau thương à? Theo con thấy đám người này đều là kẻ vô dụng. Rác rưởi. Những lời này của Thành Hân Nhi khiến cho người đàn ông trung niên giận đến nỗi trợn mắt. Ba vị này ai cũng là nhân vật có lai lịch lớn, trong mắt con bé này, lại trở thành kẻ vô dụng rác rưởi. Hân Nhi, lời như vậy đừng để cho người ngoài nghe, truyền đến tai bất kỳ ai, cũng sẽ gây ra tai họa lớn cho nhà họ Thành chúng ta. Người đàn ông trung niên trách mắng một câu với vẻ mặt khó coi. Hừ, dù sao con cũng rất ghét bọn họ. Còn nữa, người tới nhà chúng ta lần trước, tên gì mà, à Lương Cảnh Long rõ ràng chính là một tên công tử bột. Chỉ dựa vào anh ta ư, cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga à. Theo con thấy, ngay tới một ngón chân của Tiêu Chính Văn, anh ta cũng không sánh bằng, ngoại trừ ngông cuồng tự đại ra thì chẳng có chút bản lĩnh nào hết. Thành Hân Nhi chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên chê bai đối tượng xem mắt mà nhà họ Thành sắp xếp cho cô ta. Con, đừng có mà ăn nói linh tinh. Con có biết nhà họ Lương có bối cảnh thế nào không? Người đàn ông trung niên tức tới độ mặt mày tái xanh, thậm chí còn giơ cả bàn tay lên. Đánh đi, bố có đánh chết con thì cũng không thể khiến con thay đổi cách nhìn về bọn họ. Phế vật, chính là phế vật,
con thà chết chứ tuyệt đối không gả cho một tên phế vật vô dụng. Nhìn vào đôi mắt long lanh của con gái, người đàn ông trung niên cuối cùng vẫn hạ tay xuống, bất lực thở dài nói, hai, con sinh vào cái giờ quái quỷ gì vậy chứ? Lẽ nào con muốn đi làm vợ bé cho nhà họ Tiêu? Chưa nói đến việc bố có đồng ý thì con cũng không qua được ải tộc trưởng. Hơn nữa, tộc trưởng cũng khôn ưa gì Tiêu Chính Văn. Lời nói của người đàn ông trung niên khiến cho gương mặt của Thành Hân Nhi lóe lên vẻ nghi hoặc biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc. Bố, không phải ông nội già tới hồ đồ rồi chứ? Không ưa Tiêu Chính Văn. Tại sao vậy? Cả Hoa Quốc cũng chỉ có mình anh ấy sở hữu được ba trái tim rồng. Đó là tim rồng đấy, tim rồng nó tự có nhận thức của mình, tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay kẻ không có duyên, càng không để cho kẻ bất tài chiếm đoạt được. Đây rõ ràng chính là ý trời mà. Ông nội dựa vào đâu mà không coi trọng người ta cơ chứ? Và lại, người tên Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng đó có là cái thá gì? Con đã nghe nói từ lâu, ông ta mượn công pháp của thế lực vùng ngoài vũ trụ mới có thể sửa lại mấy lần. Loại người đó có khác gì với con chó săn phản quốc? Ngay cả việc đứng làm người cũng còn chẳng xứng. Còn tên Tư Mã Tư gì đó luôn nói được che giấu ở ẩn. Ai mà không biết mấy chuyện dơ bẩn của nhà họ Tư Mã bọn họ chứ? Anh ta chính là kết quả của một cuộc hôn nhân cận huyết. Chẳng qua là sợ nói ra thì sẽ mất mặt mà thôi. Còn tên Quảng Lăng Tử thì càng quá đáng hơn. Liếc mắt qua lại với người của cung Cửu U Cung thì có thể là hạng người tốt đẹp gì? Thành Hân Nhi giống như pháo nổ liên hồi, liệt kê ra một loạt mấy người con cưng của trời sắp sửa có mặt, khiến cho người đàn ông trung niên nhất thời không còn lời nào để phản bác. Qua một hồi, người đàn ông trung niên mới lên tiếng đầy thành khẩn, Hân Nhi, con nhìn người và nhìn sự việc quá non nớt rồi. Con nghĩ kỹ vào mà xem, nhìn vào cả lịch sử, sau lưng nhân vật lớn nào không có thế lực cường đại chống lưng cho. Bạch Khởi như vậy, Hoắc Khứ Bệnh cũng như thế. Lý Tịnh, Nhạc Phi càng không ngoại lệ. Mà Tiêu Chính Văn thì sao, cậu ta có cái gì? Tất cả mọi thứ của nhà họ Tiêu đều nằm bên trong Hoa Quốc, dù mấy đời nhà họ lập được công trạng lớn cho Hoa Quốc, thế nhưng nền móng của họ lại quá mỏng. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn còn gây thù khắp nơi, xích mích với tất cả mấy thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, loại người như vậy sao có thể tồn tại dài lâu? Người đàn ông trung niên vừa nói dứt lời, Thành Hân Nhi đã không phục nói, đương nhiên là có thể rồi, Hình Thiên có bối cảnh gì sao? Vương Tiễn có bối cảnh kinh người, nhà họ Vương hiện tại ra sao? Còn có ai biết tới sự tồn tại của nhà họ Vương hay sao? Hơn nữa, con cảm thấy thành tựu tương lai của Tiêu Chính Văn sẽ không kém hơn Bạch Khởi, thậm chí có thể sẽ còn sánh vai được với Hình Thiên của thời kỳ thượng cổ. Cũng chỉ có người đàn ông giống như vậy mới được coi là đàn ông đích thực. Không giống như những thế tử kia, ngày ngày chỉ biết nói suông, không ưa cái này, không thuận mắt cái kia, thế nhưng nhìn vào bản thân bọn họ thì cái gì cũng dở tệ. Hơn nữa, mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5, thế nhưng anh ấy lại có ba thuộc hạ ở cảnh giới nhân hoàng, điều này lẽ nào vẫn chưa đủ để nói rõ vấn đề hay sao? Thành Hân Nhi cãi lý, đương nhiên cũng là để bước tới gần Tiêu Chính Văn hơn một chút. Dù gì cô ta cũng từng sống trong thế tục, hơn nữa cũng giống như những cô gái khác, từng học tại trường học ở thế tục. Bên trong thế tục, ước mơ của hầu hết mọi cô gái trẻ tuổi chính là có thể gả cho một người chồng giống như Tiêu Chính Văn. Thành Hân Nhi rõ ràng cũng bị mọi người làm ảnh hưởng, từ mấy năm trước đã coi Tiêu Chính Văn là đức lang quân lý tưởng ở trong lòng mình. Thậm chí sau khi biết được Tiêu Chính Văn đã có gia đình, còn sinh được một cặp trai gái thì Thành Hân Nhi còn vì thế mà đau lòng khóc nguyên một đêm. Đây là ý của tộc trưởng, bất cứ ai cũng không được làm trái, còn về Hình Thiên mà con nhắc tới kia, cuối cùng không phải vẫn bị chém đầu thị uy hay sao? Tới nay đầu và thân mỗi thứ một nơi, nhớ kỹ, không có chỗ dựa, ở trên thế giới này, ngay cả bảo toàn tính mạng cũng trở thành vấn đề chứ chưa nói tới thành tựu gì hết. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Hừ, mọi người đúng là đều nhìn người qua khe cửa, không ngờ ngay tới ông nội cũng là một ông già bảo thủ. Thành Hân Nhi vẫn đứng dậm chân không phục, im mồm, không biết lớn bé, ông nội là người mà con có thể bình phẩm hay sao? Dù là bố thì cũng không có tư cách nói nửa chữ không với ông ấy. Còn nữa, sau này mấy lời đại nghịch bất đạo này không được phép phát ra từ trong miệng con nữa. Nếu như để cho người khác nghe được, con còn có thể hưởng thụ những ngày tháng bình yên ở nhà họ Thành hay sao?
Người đàn ông trung niên vừa nói vừa vội vàng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, thấy không có ai nghe lén thì lúc này mới yên tâm trở lại. Còn nữa, lát nữa Tiêu Chính Văn tới, con nhất định phải giữ khoảng cách với cậu ta, tuyệt đối không được tiếp xúc quá gần. Bố còn có việc, con tự biết mà làm đi. Nói xong, người đàn ông trung niên phất ống tay áo, sải bước đi ra khỏi khoảng sân nhỏ. Mặc dù nằm ở dưới chân núi Thái Sơn, thế nhưng phạm vi nhà tổ của nhà họ Thành lại cực lớn. Từ sau khi linh khí phục hồi, trong phạm vi cả trăm dặm đều là dinh thự của nhà họ Thành, thậm chí ngay cả một nửa ngọn núi Thái Sơn cũng thuộc sở hữu của nhà họ Thành. Lúc này, không ít nam nữ thanh niên đang cung kính đứng phía trước cửa lớn. Bên dưới bục cao phía xa, gia chủ nhà họ Thành đang bình thản ngồi đó. Chẳng bao lâu sau, hai bố con Thành Hân Nhi và Thành Vĩnh Chí lần lượt ngồi xuống vị trí bên cạnh ông lão đó. Bố, không biết ai là người tới đầu tiên trong hôm nay? Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Thành Vĩnh Chí cẩn thận nhìn về phía ông lão mà hỏi. Ai tới đầu tiên không quan trọng, mấu chốt là nhà họ Thành chúng ta có thể được lợi từ bên trong hay không, ông lão nhắm hai mắt nói. Đúng vào lúc này, một bóng người cưỡi mây tiến tới. Đám con cháu nhà họ Thành vội vàng tiến tới trước cửa, lớn tiếng nói tộc trưởng, tới rồi. Một giây sau, chỉ thấy âm thanh trầm bổng vang lên giống như tiên nhạc truyền tới từ 9 tầng mây. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một nam thanh niên tay cầm sáo bình thản tiến đến. Nam thanh niên đó có tướng mạo anh tuấn, rất có phong thái cổ nho. Quảng Lăng Tử. Mọi người vừa nhìn đã nhận ra người này chính là Quảng Lăng Tử, một trong số 7 người con của Huệ Mi. Cậu ta lại có cảnh giới nhân vương cấp 5 sao? Thế nhưng không phải hôm qua ngay cả mấy cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng như Triệu Kế Hồng cũng bại trong tay cậu ta hay sao? Nhân vương cấp 5 đó, một địch ba, hơn nữa còn là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, người này quả nhiên không đơn giản. Chuyện này đủ để viết vào trong sử sách, lưu danh tới ngàn đời. Đứa con thứ 7 của Huệ Mi cũng coi như là trụ cột của Huệ Mi, nào có thể đơn giản như thế. Trong đám người có kẻ nhỏ giọng bình luận. Trong đám người cũng có không ít kẻ chú ý tới một cây giáo dài phía sau lưng Quảng Lăng Tử. Chỉ thấy từ trên mũi giáo phát ra những tia sáng giống như có ám khí đang lưu động, uy thế điên cuồng thậm chí còn khiến cho mặt trời buổi ban chưa đột nhiên lu mờ. Đó có lẽ chính là cây giáo bá vương trong truyền thuyết nhỉ. Không ngờ chiến binh thượng cổ đi theo hạng vương năm đó lại rơi vào tay của đứa con thứ 7 của Huệ Mi. Bên trong nhất định có ẩn tình gì đó không muốn cho người khác biết, cây giáo bá vương không dễ dàng nhận chủ như vậy đâu. Theo tôi được biết, hai thần binh lớn trên thế gian, Kiếm Tần Vương và giáo bá vương đều có một chút linh trí. Nếu như không có cây giáo bá vương, Quảng Lăng Tử sao có thể ép lui ba cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng chỉ với một chiêu. Lời bàn tán của mọi người rất nhanh đã truyền tới tai của tộc trưởng nhà họ Thành, ông lão không khỏi mở to hai mắt, phát ra hai tia sáng lấp lánh, nhìn về phía Quảng Lăng Tử đang tiến tới từ trên không. Ừ, quả nhiên không tệ, tộc trưởng khẽ gật đầu nói. Rất rõ ràng, cụ ta cũng cực kỳ xem trọng Quảng Lăng Tử, người có cây giáo bá vương nhất định có điểm gì đó không giống với người thường. Nghe thấy lời khẳng định này của tộc trưởng. Đám người nhà họ Thành cũng không khỏi đồng loạt đưa mắt quan sát Quảng Lăng Tử. Mặc dù Quảng Lăng Tử ăn mặc theo phong cách cổ trang, thế nhưng khắp người lại mang theo một cỗ bá khí nói không nên lời. Giống như Hạng Vũ năm đó, nghe nói lúc Hạng Vũ vẫn chưa bộc lộ tài năng thì cũng ăn mặc như một nho sĩ, còn bị thời đó gọi là nho tướng. Hơn nữa người này cũng rất khôn ngoan, vậy nên mới có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân số một Ngu Cơ. Chỉ đáng tiếc là dù Hạng Vũ ngang tàng khắp thiên hạ, tới cuối cùng cũng chỉ rơi vào tình cảnh đáng thương đầu và thân mỗi thứ một nơi. Lẽ nào anh ta không sợ có người nhòm ngó tới cây giáo bá vương của anh ta hay sao, trong đám con cháu nhà họ Thành có người nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. 7 đứa con của Huệ Mi, ai ai cũng có thân thủ không hề tầm thường, Quảng Lăng Tử chỉ là người xếp sau trong số thất tử, có ai ăn gan hùm mật báo dám có ý đồ gì với họ chứ? Và lại, mọi người đều đã từng tận mắt chứng kiến uy lực của cây giáo bá vương, ai dám qua mắt Quảng Lăng Tử nữa đây? Nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng chưa chắc đã không có lá gan này. Hơn nữa thế lực của Huệ Mi sao có thể so bì với nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng cơ chứ? Lúc này, một người đàn ông trung niên của nhà họ Thành nhìn về phía đám mây ngũ sắc đang bay tới từ phía chân trời, bình thản nói.
Đúng vào lúc này, chỉ thấy đám mây ngũ sắc giống như một mũi tên ánh sáng bay nhanh về phía chân núi Thái Sơn. Chỉ thấy đám mây ngũ sắc đó bay vút qua đỉnh đầu của những người đang đứng bên dưới và lao thẳng về phía đỉnh núi Thái Sơn, thậm chí còn phớt lờ tộc trưởng của nhà họ Thành và tất cả những người đang có mặt. Ai, đám người nhà họ Thành thấy người này vô lễ như vậy thì đồng loạt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thái Sơn vốn dĩ chính là địa bàn của nhà họ Thành, đâu thể cho phép người ngoài lộng hành ở đây. Dù là thế tử của các thế gia lớn thì cũng phải chào hỏi tộc trưởng trước rồi mới có thể lên núi. Đúng vào lúc này, một ông lão như thần tiên chân đạp trên mây tiến tới, bình thản nói với đám con cháu nhà họ Thành đã tay cầm kiếm dài, đang chuẩn bị đuổi lên trên đỉnh núi, mấy người không sợ chết sao? Cái gì? Đám con cháu nhà họ Thành và cả mấy người Thành Vĩnh Chí đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ông lão. Chỉ thấy hai mắt ông lão sáng rõ như ánh sao trời, khí tức mạnh mẽ như biển lớn, chỉ đứng đó không thôi cũng cho người ta một loại cảm giác áp bức cực mạnh. Đại nghi trưởng thiên vận tử của thiên cung Bắc Cực, Thành Vĩnh Chí buột miệng thốt lên. Không ngờ bên trong thế tục vẫn còn người có thể nhận ra tôi, thiên vận tử lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù địa vị của đại nghi trưởng thiên cung Bắc Cực không bằng trưởng giáo, thế nhưng dù là thực lực hay thiên tư thì thiên vận tử đều vượt xa so với mấy người Triệu Kế Hồng. Mà lúc này lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho người ban nãy. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ để nói rõ rằng thân phận của người này tuyệt đối không hề tầm thường. Cậu chủ Tư Mã muốn nói chuyện riêng với tộc trưởng ông. Thiên vận tử bình thản lên tiếng. Tư Mã Tư, mọi người rất nhanh đã nghĩ ngay tới cái tên này, cũng chỉ có Tư Mã Tư mới điên cuồng như vậy, hoàn toàn không coi nhà họ Thành ra gì, thậm chí còn muốn tộc trưởng của nhà họ Thành đích thân lên đỉnh núi gặp mặt mình. Thế nhưng thiên cung Bắc Cực vẫn luôn là con chó săn của nhà họ Khổng. Sao đột nhiên lại về dưới trướng nhà họ Tư Mã rồi vậy? Mọi người nghĩ mà lo sợ. Chắc hẳn gần đây nhà họ Tư Mã đã có hành động gì đó ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí còn bắt đầu có ý đồ với nhà họ Khổng. Đặc biệt là thiên vận tử, trước đây vẫn ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1, thế nhưng lúc này, khí tức của nhân hoàng cấp 2 gần như đang ép cho mọi người có mặt ngay tới hít thở cũng cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều. Thiên vận tử thậm chí còn chẳng thèm nhìn đám người nhà họ Thành thêm một lần. Ngay tới chào hỏi cũng không buồn đã đi lên trên đỉnh núi. Đám người nhà họ Thành đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, trong ánh mắt còn mang theo vẻ không cam tâm. Ở trước mặt người trong thiên hạ, Tư Mã Tư cũng quá ngông cuồng rồi. Thế nhưng kỳ lạ là tộc trưởng lại chẳng nói một lời, chỉ ngồi nhìn thiên vận tử cứ thế rời đi. Khổng Tề Thiên sao vẫn còn chưa tới? Không ít con cháu nhà họ Thành đồng loạt nói với vẻ hoài nghi. Nếu như nói còn ai có thể áp chế được Tư Mã Tư thì đó chính là người thần bí nhất Khổng Tề Thiên kia. Hơn nữa, không ít con cháu nhà họ Thành cũng rất hiếu kỳ, nhân vật truyền kỳ của lớp thanh niên năm lần luân hồi này rốt cuộc có điểm gì khác với mọi người. Khổng Tề Thiên đã được tộc trưởng đích thân mời tới Đài Vọng Nguyệt trên đỉnh núi ngay từ đêm hôm trước rồi. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Thành Vĩnh Chí trầm giọng nói. Vậy hiện tại không phải chúng ta chỉ phải đợi hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào hay sao, không ít con cháu nhà họ Thành nhíu mày nói. Nói thật thì ở trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn căn bản không đáng để nhắc đến, còn về Võ Anh Hào, ngoại trừ thân phận là người thừa kế của nhà họ Võ ra thì cũng chẳng còn điểm gì hơn người nữa. Bọn họ nhiều người như vậy mà lại phải đợi hai kẻ tầm thường, rõ ràng chính là đang lãng phí thời gian. Ngược lại trên mặt Thành Hân Nhi lại ngập tràn vẻ mong đợi. Từ lúc Tiêu Chính Văn nổi danh khắp nơi tới nay, cô ta chưa từng được tiếp xúc ở khoảng cách gần với Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, những tin tức có liên quan tới Tiêu Chính Văn ngày một nhiều hơn. Đầu tiên là tiêu diệt tất cả nhân vật ở cấp bậc thế tử của Âu Lục ở Thánh Vực, ngang nhiên chiếm đoạt khí vận của Âu Lục, sau đó lại liên tiếp đánh bại cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ. Còn dùng một đấm đánh xuyên qua 49 tầng kết giới của Thiên Huyền Đạo Cung. Chỉ nhắc đến một chuyện thôi cũng đủ để khiến cho người ta tấm tắc khen ngợi rồi. Cả nhà họ Thành cũng chỉ có cô ta và Thành Kế Hào đang mong đợi sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn. Thành Kế Hào trước đấy đã nói rất rõ về thành bại lợi hại của buổi tiệc lần này, tin rằng Tiêu Chính Văn đương nhiên sẽ tự hiểu ra, đừng thấy đây chỉ là một lần xuất hiện mà lầm, nó cũng có liên quan tới ấn tượng mà anh để lại cho mọi người ra sao. Thành Kế Hào thậm chí còn đang thầm tính toán liệu Tiêu Chính Văn có xuất hiện với phương thức đặc biệt nhất hay không, hoặc là cùng với Võ Anh Hào tạo ra chút động tĩnh lớn gì đó.
dù gì nhà họ Võ cũng là một trong số ít các thế gia hoàng tộc, nếu như hai người bọn họ ngồi xe rồng xe phượng tới thì nhất định sẽ gây chấn động rất lớn. Mà ngồi lên được xe rồng xe phượng cũng tượng trưng với việc nhà họ Võ thừa nhận Tiêu Chính Văn. Người mà ngay tới nhà họ Võ cũng phải coi trọng, nhà họ Thành nào có dám xem thường. Điều này vô hình chung cũng có thể trở thành điểm cộng của Tiêu Chính Văn ở trong lòng tộc trưởng. Ít nhất, dù là nhà họ Khổng hay nhà họ Tư Mã thì cũng không có điều kiện tiên quyết giống như vậy. Hơn nữa, xe rồng xe phượng cũng là cách chứng minh thân phận tốt nhất từ cổ chí kim. Thế hệ của mấy người Khổng Tề Thiên đều sẽ không có được yếu tố đặc thù với quy cách cao như thế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vào lúc đám người nhà họ Thành gần như đều mất đi sự kiên nhẫn, phía xa truyền tới một loạt tiếng ồn ào của xe ô tô. Chỉ thấy một chiếc xe sang hiệu Audi màu đen cực kỳ bình thường đang men theo con đường, chậm rãi tiến về phía núi Thái Sơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành Vĩnh Chí không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Ngay cả đám con cháu nhà họ Thành đứng chờ trước cửa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi nhỉ. Đường đường là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, nhân vật số một thế tục nổi danh khắp nơi lại xuất hiện bằng phương thức như thế này. Mà lúc này, hai người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn đang ngồi đối diện bên trong con xe thương vụ, mấy cô em trang điểm xinh đẹp đang rót đầy ly rượu vang rồi lần lượt đặt vào trong tay cho hai người. Tất cả những chuyện này đều là do Lãnh Kế Hồng cố tình sắp xếp dựa theo chỉ thị đặc biệt của Tiêu Chính Văn. Người ở trong con xe đó chính là Tiêu Chính Văn tiếng tăm lẫy lừng à, không ít con cháu nhà họ Thành đều ngây ra. Đặc biệt khi nhìn vào trong xe, thấy mấy cô em ăn mặc mát mẻ thì ngay cả sắc mặt của tộc trưởng cũng lập tức biến đổi, bất cứ ai đều không ngờ được Tiêu Chính Văn lại lên núi Thái Sơn với cách thức như vậy. Người đến đây hôm nay ngoài thế tử của các gia tộc lớn ra thì đều là vài cao thủ cảnh giới nhân vương đến cảnh giới nhân hoàng, còn Tiêu Chính Văn lại đến đây với cách thông thường nhất. Đây đúng là đang thách thức giới hạn của mấy người này. Quan trọng nhất là nơi này là nhà tổ của nhà họ Thành, dù là hậu bối được đào tạo ở trong thế tục cũng không dám đem mấy món đồ ở thế tục này đến trước của nhà tổ. Tiêu Chính Văn này xem ra cũng có ý đồ. Mấy con cháu nhà họ Thành nghiến răng nghiến lợi thấp giọng tức giận nói. Dù sao thì có vài món đồ không thể đặt trước mặt mấy gia tộc lâu đời như nhà họ Thành, dù Tiêu Chính Văn cậu thường ngày có phụ nữ xinh đẹp vây quanh, nhưng bây giờ đang ở trong trường hợp nào chứ? Hơn nữa mấy cô gái xinh tươi này chỉ cần có tiền là sờ mó khắp nơi, để những kẻ thấp hèn này bước vào nhà họ Thành đúng là làm ô nhục danh tiếng của nhà họ Thành. Không ít con cháu nhà họ Thành mặc dù không nói rõ ra nhưng trong mắt ai nấy ít nhiều gì cũng hiện lên vẻ khinh thường. Xem ra tin đồn Tiêu Chính Văn thường ngày không tiếp xúc nhiều như phụ nữ này nọ, là người chính trực gì đó trong thế tục đều là sai cả. Làm gì có ai chính nhân quân tử, chính trực mà đi đến đâu cũng có phụ nữ vây quanh vậy chứ. Hai, đây là Tiêu Chính Văn mà con luôn ngưỡng mộ sao? Thảo nào tộc trưởng luôn xem thường cậu ta. Sắc mặt Thành Vĩnh Chí tái mét nhìn Thành Hân Nhi, thấp giọng quở trách. Có thể nói Thành Vĩnh Chí cũng nghĩ tộc trưởng có phải hơi xem trọng xuất thân và môn đệ quá không, nhưng khi ông ta nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải thừa nhận quan điểm của tộc trưởng. Người trong thế tục quả thật không tách khỏi được cuộc sống dung tục. Cả ngày chìm đắm trong sắc đẹp thì có thể đạt được thành tựu gì chứ? 80-90% mấy tin đồn về Tiêu Chính Văn đa phần cũng chỉ là tin đồn không xác đáng mà thôi. Thôi vậy, chúng ta vẫn nên đi thôi, loại người này không đáng cho chúng ta cung kính. Nói rồi không ít con cháu nhà họ Thành tản đi. Thi thoảng có người lại nhìn sang Thành Hân Nhi với ánh mắt chế nhạo. Cả nhà họ Thành chỉ có Thành Hân Nhi là luôn bảo vệ Tiêu Chính Văn, hơn nữa mặc cho ai nói thế nào, Thành Hân Nhi vẫn thật lòng yêu mến Tiêu Chính Văn. Nhưng bây giờ mọi người đều tỏ ra chế giễu. Trừ khi Thành Hân Nhi mắt mù mới thích loại người như Tiêu Chính Văn. Đừng nói là so sánh với mấy người Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư, Tiêu Chính Văn còn chẳng bằng một thế tử bình thường nữa kia. Dù sao gia tộc lớn như nhà họ Thành cực kỳ chú trọng đến lễ nghi và đạo đức, cho dù nội bộ có thế nào thì bên ngoài ít nhất vẫn phải đứng đắn. Còn cuộc sống riêng, ai rảnh rỗi mà đi quản cuộc sống riêng của từng người. Hơn nữa con đường võ thuật chỉ chú trọng đến việc khổ cực tu luyện. Chứ người cả ngày chỉ quan tâm đến sắc đẹp như Tiêu Chính Văn thì sao có được thành tựu gì nổi bật chứ? Chỉ dựa vào điều này thì con đường tương lai của Tiêu Chính Văn đã đi vào ngõ cụt rồi. Lúc này tộc trưởng nhà họ Thành cũng sầm mặt,
nếu cụ ta không phải là tộc trưởng nhà họ Thành thì e là đã đứng lên đi khỏi đây nãy giờ rồi. Nhưng thân là đại diện trong thế tục của nhà họ Thành, cụ ta vẫn phải giữ thể diện. Nghĩ đến đây tộc trưởng cố kìm nén cơn thịnh nộ xuống, đứng lên sải bước đi xuống dưới tầng, nhìn chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi lái đến cổng. Chỉ là không ai ngờ khoảnh khắc cửa xe vừa mở ra, Thành Hân Nhi lại lập tức chạy đến đón. Tiêu Chính Văn vừa đẩy cửa xe bước xuống, Thành Hân Nhi đã nhanh chân bước đến, mở to đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Tiêu Chính Văn nói, chào anh Tiêu. Thấy Bạch Mã Hoàng tử mình nhung nhớ đã lâu, Thành Hân Nhi ngượng ngùng đến nỗi mặt đỏ bừng, bàn tay vươn tay cũng không khỏi run rẩy. Chào cô! Tiêu Chính Văn chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay Thành Hân Nhi không bắt tay với cô ta. Thành Vĩnh Chí trợn mắt nhìn Thành Hân Nhi thấp giọng nói, Hân Nhi, còn không mau quay lại đây. Dù sao tộc trưởng nhà họ Thành vẫn còn đứng bên cạnh, theo lý thì dù có muốn nói chuyện cũng nên để tộc trưởng nói trước. Thành Hân Nhi thì hay rồi, vượt quá thân phận của mình luôn. Bố, con, quay lại đây. Thành Vĩnh Chí đanh mặt quở trách. Đến khi Thành Hân Nhi lùi sang một bên, tộc trưởng mới sải bước lên trước nói, cậu Tiêu, nghe danh đã lâu, nhưng sự xuất hiện phô trương của cậu hôm nay vẫn khá độc đáo đấy. Lời nói của ông cụ Thành còn có hàm ý khác. Ồ, chào ông cụ Thành, Tiêu Chính Văn chắp tay với ông cụ Thành rồi chỉ vào mấy em gái xinh đẹp ngồi trong xe nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là lo bữa tiệc hôm nay thiếu các cô gái hiểu lễ nghi nên mới dẫn đến đây. Tiêu Chính Văn cũng đáp lại, trong lời nói hàm chứa ý khác, ngầm chỉ nhà họ Thành vô lễ. Cậu, ông cụ Thành không khỏi tức nghẹn họng, nhưng lại không thể phản bác lại Tiêu Chính Văn. Nhà họ Thành quả thật hơi lạm quyền. Dù sao cũng không để lượt nhà họ Thành tiếp cận với Thánh Huyết Đế Tuấn, huống gì quyền sở hữu hiện tại của Thái Sơn là thiên tử các của Hoa Quốc, mặc dù nhà họ Thành có quyền sinh sống ở đây nhưng lại không có quyền tổ chức bất kỳ tiệc tùng quy mô lớn nào. Lúc này Quảng Lăng Tử ngồi ngay ngắn trên tế cáo đài đỉnh núi nhìn xuống chân núi nói, trước giờ có tin đồn Tiêu Chính Văn như thế nào, hôm nay gặp được chẳng qua chỉ là một tên háo sắc mà thôi. Sau đó lại rót cho mình một ly rượu, nhấm từng hớp nhỏ. Cậu Tiêu, chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị một tiệc rượu nhẹ ở tế cáo đài đỉnh núi, mời vào. Ông cụ Thành lịch sự làm động tác mời với Tiêu Chính Văn, sau đó xoay người tự rời đi. Lúc này thậm chí cụ ta không muốn phí lời với Tiêu Chính Văn thêm nửa câu. Thậm chí cảm thấy lần này mình mời Tiêu Chính Văn đến là hành động dư thừa. Sau khi ông cụ Thành đi rồi, hai người giúp việc của nhà họ Thành dẫn Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đi lên tế cáo đài trên đỉnh núi. Lúc này nơi đây đã chuẩn bị bàn đá, ghế đá và các món ăn, để tránh phiền phức không cần thiết, giữa bàn và ghế còn được ngăn cách bởi tấm bình phong bằng gỗ. Cách bàn Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào không xa là ngăn cách giữa mấy người Quảng Lăng Tử. Lúc này ông cụ Thành đang ngồi ăn uống nói chuyện với mấy người Quảng Lăng Tử. Người vừa rồi chắc hẳn là Thành Hân Nhi tài nữ tuyệt thế danh tiếng lẫy lừng của nhà họ Thành nhỉ, Quảng Lăng Tử quay đầu sang nhìn Thành Hân Nhi đang bận rộn trong bữa tiệc nói. Hai, con bé này bình thường không được quản giáo tốt, để các thế tử chê cười rồi. Ông cụ Thành mỉm cười nói. Thật ra là đã cảm thấy cực kỳ không vui rồi. Có thể nói hành động của Thành Hân Nhi đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của nhà họ Thành. Mặc dù cô ta chỉ nhiệt tình chạy đến đón Tiêu Chính Văn, nhưng nhìn từ mọi góc độ, hành vi cá nhân của cô ta cũng sẽ khiến mấy người Quảng Lăng Tử hiểu lầm thái độ của nhà họ Thành. Dù sao khi mấy người họ đến, con cháu nhà họ Thành chưa ra đến cửa tiếp đón, mà được dẫn đến thẳng tế cáo đài trên đỉnh núi. Chỉ có một mình Tiêu Chính Văn được con cháu nhà họ Thành nhiệt tình tiếp đón. Thật ra nhà họ Thành vô duyên vô cớ giành được Thánh Huyết Đế Tuấn nên mới tổ chức bữa tiệc lần này. Mục đích là vì muốn tạo mối quan hệ tốt với các thế tử và các gia tộc có khả năng đến cuối cùng giành được Thánh Huyết Đế Tuấn, để sau này không bị người khác gạt bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là vì một hành động thiếu suy nghĩ của Thành Hân Nhi khiến mấy người Quảng Lăng Tử hiểu lầm. Ừ, cũng không sao, dù sao con cháu nhà họ Thành đã được rèn luyện ở thế tục từ nhỏ nên khá để tâm đến những thứ siêu phàm này mà thôi. Tư Mã Tư gắp một đũa thức ăn lạnh lùng nói. Bề ngoài thì có vẻ như đã tha thứ cho sự vô tâm của Thành Hân Nhi nhưng thật ra lại đang ngấm ngầm chế giễu nhà họ Thành quan hệ với gần với thế tục. Nói đi nói lại vẫn là đang trách ông cụ nhà họ Thành tiếp khách không chu đáo. Hắn vừa nói thế,
Bầu không khí bỗng chốc hơi gượng gạo, ngay cả ông cụ nhà họ Thành cũng đỏ mặt, không biết nói gì cho phải. Dù sao bữa tiệc lần này là do nhà họ Thành tổ chức, còn Thành Hân Nhi lại là con cháu nhà họ Thành, xét về mặt ý nghĩa nào đó thì cô ta cũng có thể đại diện cho nhà họ Thành. Đúng lúc này, Thành Kế Hào đi đến cạnh ông cụ nhà họ Thành, nhỏ giọng nói bên tai cụ ta, tộc trưởng, anh Tiêu và anh Võ đã đến, chúng ta có nên gỡ tấm bình phong ra rồi chính thức bắt đầu bữa tiệc không? Ông cụ Thành nghe vậy khẽ gật đầu, rồi phất tay, toàn bộ bình phong trên tế cáo đài đều được gỡ bỏ. Thấy Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào ngồi cách mình chưa đầy 20 mét, ông cụ Thành vội vàng gật đầu với Võ Anh Đài. Quảng Lăng Tử và Tư Mã Tư ngồi bên cạnh cũng quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là Tư Mã Tư, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí. Ấn tượng về Tiêu Chính Văn của đám người Tư Mã Tư rất khác so đám người Lương Cảnh Long. So với những thế tử trước đó, khí chất của Tư Mã Tư hoàn toàn khác biệt. Cho dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng khí tức của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Tư Mã Tư ở cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều so với Lương Cảnh Long. Lúc này, nếu không phải nể mặt nhà họ Thành thì Tư Mã Tư đã giết người từ lâu rồi. Chuyện Tiêu Chính Văn giết tay sai của nhà họ Tư Mã Tư từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới, nhưng không có nghĩa hắn có thể coi như chưa từng xảy ra. Chỉ là chưa có được cơ hội thích hợp mà thôi. Hơn nữa Tiêu Chính Văn thâm hiểm khó đoán, mà Tư Mã Tư chỉ có một mình, cho nên không dám liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rất nhiều, không cần hỏi, hắn cũng có thể nhìn ra được Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử cũng có thù hận sâu sắc với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, nhìn từ bên ngoài, Tiêu Chính Văn cũng không mạnh mẽ như trong lời đồn, mà ngược lại, Tiêu Chính Văn bình dị dễ gần, không hề ra vẻ ép bức người khác. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một võ giả cảnh giới nhân vương cấp 5 bình thường mà thôi. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn không đủ tư cách đến nhà họ Thành tham gia bữa tiệc cùng bọn họ. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Tư Mã Tư, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Chỉ liếc nhìn Khổng Tề Thiên vài lần, mặc dù người khác không thể nhìn ra Khổng Tề Thiên có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được luồng khí tức không thuộc chân khí, cũng không thuộc nguyên khí. Luồng khí tức đó cuồng bạo và đầy sát khí, dường như không thuộc về thế giới này. Người đó là Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng, nghe nói ông ta đã trải qua 5 lần luân hồi, tức là 5 lần tu luyện lại cảnh giới, thực lực của ông ta đáng sợ nhất trong đám người này. Thành Hân Nhi thì thầm bên tai Tiêu Chính Văn. Tu luyện lại 5 lần, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Ngoài ra, người ngồi bên cạnh ông ta là Quảng Lăng Tử, một trong 7 người con của Huệ Mi. Nghe nói Huệ Mi còn có mối quan hệ sâu sắc với Cửu U Cung. Hơn nữa, đêm qua, hắn đã dùng cây giáo bá vương đánh bại Triệu Kế Hồng chỉ bằng một chiêu. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đồng thời cũng chú ý tới cây giáo dài mà Quảng Lăng Tử đang đeo trên lưng. Hân Nhi, không được ăn nói lung tung. Ông cụ Thành khẽ cau mày, lạnh lùng trách mắng. Dù giọng nói của Thành Hân Nhi vô cùng nhỏ, nhưng những cao thủ như bọn họ vẫn có thể nghe rõ ràng từ khoảng cách 100 mét. Khi Thành Hân Nhi giới thiệu Quảng Lăng Tử và Khổng Tề Thiên cho Tiêu Chính Văn, trên mặt họ vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo. Ông cụ Thành, đừng trách cô Thành, cây giáo bá vương quả thực là vật hiếm có trên đời này, dù sao nó cũng là thần khí mà năm xưa Hạng Vương chinh phạt thiên hạ. Cho dù muốn giấu cũng không giấu được, hơn nữa, thân phận của tôi cũng không phải là bí mật. Quảng Lăng Tử vừa dứt lời, cây giáo bá vương dường như đáp lại lời Quảng Lăng Tử, phóng ra một luồng sáng mạnh lẽo, bao phủ toàn bộ Thái Sơn. Thái Sơn là nơi nào chứ? Đó là nơi mà các vị quân vương bái tế trời đất từ thời hoàng đế. Đặc biệt là tế cáo đài này, tuy không phải là phong thiền đài, nhưng những thứ bình thường muốn thể hiện sức mạnh ở đây cũng đều bị trấn áp. Vậy mà cây giáo bá vương này lại có thể phóng ra ánh sáng, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ Thái Sơn. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để gọi nó là thần binh hiếm có trên đời. Vốn dĩ, sức mạnh của Quảng Lăng Tử không hề thua kém Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên, cộng thêm sự trợ giúp của cây giáo bá vương, càng thêm dũng mãnh. Vì vậy, mặc dù Quảng Lăng Tử chưa mở lời, nhưng cũng đã chứng minh được sức mạnh của mình với mọi người. Lúc cây giáo bá vương phóng ra tia sáng chói, Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên cũng quay lại nhìn Quảng Lăng Tử, trong mắt đầy vẻ thèm muốn. Thưa các vị,
bây giờ không phải là lúc mọi người thể hiện. Lần này, tôi mời mọi người đến Thái Sơn, cũng chỉ mong mọi người có thể giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa. Tất cả các vị ngồi đây đều là cao thủ của võ tông Hoa Quốc. Tôi nghĩ không thiếu những tài năng trẻ có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng. Mọi người luôn áp chế tu vi, chẳng qua là để lấy được thánh huyết của Đế Tuấn mà thôi, không cần làm mất đi hòa khí. Chỉ là, cuộc tranh đoạt lần này không chỉ diễn ra trong nội bộ Hoa Quốc chúng ta, mà cả Âu Lục và Mỹ Lục cũng sẽ cử rất nhiều cao thủ tham gia tranh đoạt. Vì vậy, Hoa Quốc chúng ta phải đoàn kết lại mới được. Trước đây, chỉ có người của Hoa Quốc mới có thể tham gia tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn, cho dù người ngoài thèm muốn thì cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng lần này thì khác, được sự cho phép của Thiên Đạo Minh Ước, Âu Lục và Mỹ Lục cũng đã háo hức muốn thử sức từ lâu. Chỉ có Phi Lục vì tổn hại nặng nề trong quá khứ nên không cử người đến tranh đoạt. Bởi vì những cao thủ cảnh giới nhân vương được bọn họ phái về giới thế tục, đều đã bị Long Nguyệt và Long Hình giết sạch. Thực ra thánh huyết của Đế Tuấn không chỉ có một giọt mà là hàng trăm, hàng nghìn giọt. Trong quá khứ, bất kỳ thế lực nào giành được thánh huyết Đế Tuấn, đều có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một lượng lớn cao thủ trong môn phái, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính. Mà lần này, điểm khác biệt duy nhất là sau khi lấy được thánh huyết, các thế lực của Hoa Quốc sẽ chia đều nhau. Nhưng trong lòng ông Cụ Thành không tính đến Tiêu Chính Văn, người đại diện cho giới thế tục. Về phần xuất thân của đám thế tử Âu Lục và Mỹ Lục, mọi người đều biết rõ. 300 năm trước, Âu Lục và Mỹ Lục chỉ được coi là bộ lạc mọi rợ trước mặt Hoa Quốc không hề quan tâm đến bọn họ. Thế lực có thể cạnh tranh với các thế lực của Hoa Quốc cũng chỉ có nhà họ Ấn Cổ và gia tộc Ha Sắc. Vương tử lưu lại giới thế tục của nhà họ Ấn Cổ đã chết trong tay Tiêu Chính Văn, cho dù lần này có phái người đến thay thế thì cũng khó mà tìm được cao thủ mạnh nào như vậy. Gia tộc Ha Sắc mới là đối thủ thực sự của bọn họ. Ngay cả khi Tiêu Chính Văn phá hủy lâu đài Vexsai thì cũng chưa thể khiến thế tử của gia tộc Ha Sắc bị thương. Nghe nói người của gia tộc Ha Sắc đã trở lại giới thế tục. Nếu đám người Âu Lục đó không biết tốt xấu, quên đi tôn ti trật tự, dám tranh giành với chủ nhân thì, hừ. Tư Mã Tư nói đến đây liền hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. E rằng không nên coi thường người này. Anh Tư Mã lạc quan quá rồi. Quảng Lăng Tử cắn một miếng rau, nhai kỹ, cau mày nói. Ồ, gia tộc Ha Sắc còn có thể phái ai ra đấu đây? Tư Mã Tư kiêu ngạo liếc nhìn Quảng Lăng Tư, chế nhạo nói. Trong mắt Tư Mã Tư, nếu gọi người trong giới thế tục Hoa Quốc là những kẻ thấp kém thì đám người Âu Lục kia còn chẳng đáng gọi là con người. Thiên tử của Solomon, buốc bông. Hả, nghe thấy cái tên này, ngay cả Khổng Tề Thiên cũng phải nhíu mày. Người này cũng là một nhân vật mạnh mẽ, một cao thủ luân hồi 5 lần giống như Khổng Tề Thiên cũng phải đố kỵ. Còn có Đan Châu, con trai nối dõi của gia tộc Thuật Xích. Hắn cũng có thể trở thành đối thủ của chúng ta. Nghe nói người này từng so tài với Lý Tịnh, nhưng đáng tiếc lại thua. Tuy rằng vẫn chưa thể trở lại trạng thái đỉnh cao, nhưng đây cũng không phải đối thủ dễ chơi. Nghe đến cái tên Đan Chu và Thuật Xích, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì gia tộc Hoàng Kim không phải là người của Âu Lục, chính xác mà nói, bọn họ cũng có nguồn gốc từ Hoa Quốc, có quan hệ sâu xa với tổ tiên của Hoa Quốc. Hơn nữa, trên con đường võ đạo, kế thừa hoàn toàn từ Hoa Quốc, so với buốc bông, Đan Chu càng thêm uy hiếp. Xem ra lần này náo nhiệt lắm đây, ngay cả người của gia tộc Hoàng Kim cũng tham gia, vừa hay chúng ta có thể báo thù cho con dân Hoa Quốc. Khổng Tề Thiên nói với vẻ chế nhạo. Khi Đại Nguyên tiến vào Trung Nguyên, đó chắc chắn sẽ là thảm họa cho người dân Hoa Quốc. Nhưng đây chỉ là tin đồn. Liệu Đan Chu có cùng hội cùng thuyền với Âu Lục hay không thì vẫn chưa rõ, ông Cụ Thành phản bác lại. Hừ, cho dù như vậy thì đã sao? Chẳng phải Thành Vương Tư cũng bị truy sát ở vùng ngoài lãnh thổ như vậy, cuối cùng đầu xác một nơi sao? Trước kia Thuật Xích cũng không dám nhắc đến hai chữ báo thù, huống chi là Đan Chu, Tư Mã Tư đạp bàn. Thô bạo nói. Ý của anh là anh có thể sánh được với Tô Định Phương năm đó đã giết chết Thành Vương Tư? Quảng Lăng Tử sầm mặt. Tô Định Phương không chỉ là cấp dưới của Lý Đường mà còn có mối liên hệ khăng khít với Cửu U Cung. Nếu không có Cửu U Cung giúp đỡ thì dù có giết Thành Vương Tư ở ngoài lãnh thổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao gia tộc Hoàng Kim năm đó cũng đã thống nhất Hoa Quốc,
còn chiếm truyền thừa xa xưa của Hoa Quốc làm của riêng nên mới có cuộc chinh chiến phía Tây của Mông Cổ ở thế hệ sau. Năm đó thiết kỵ của gia tộc Hoàng Kim có thể thuận lợi quét sạch Âu Lục là nhờ mấy trận pháp bí mật được lưu truyền từ thời xa xưa của Hoa Quốc và Trường Xuân Chân Nhân của Hoa Quốc gắn liền với gia tộc Hoàng Kim. Sau cuộc chinh chiến phía Tây, Liên Tốc Bất Đài đều cảm thán nếu không có mấy trận pháp bí mật cổ có được ở Hoa Quốc và sự giúp đỡ của người Hoa Quốc thì gia tộc Hoàng Kim không thể chinh phục được một nửa Âu Lục. Bây giờ lại có người nghi ngờ thực lực của Tô Định Phương, cố ý hạ thấp Cửu U Cung, Quảng Lăng Tử sao có thể không tức giận cho được. Tô Định Phương, ông ta ở ngoài lãnh thổ cũng chẳng có gì giỏi giang, vẫn thua xa phong thái khi ở thế tục, hơn nữa thánh huyết chỉ có cảnh giới nhân vương mới có tư cách tranh giành. Trên cảnh giới này còn ai có thể mạnh hơn bọn tôi sao? Tư Mã Tư không cho là đúng, cười mỉa nói. Nếu chỉ riêng cảnh giới nhân vương cấp 5 thì dù Tô Định Phương đích thân đến, tôi cũng có thể một kiếm chém chết ông ta, Khổng Tề Thiên nói. Ông, Quảng Lăng Tử không khỏi nổi giận, thậm chí còn sờ lấy cây giáo bá vương. Theo tôi được biết, Tô Định Phương từng là gián điệp của Cửu U Cung sắp xếp vào thế tục, lẽ nào Huệ Mi các người cũng gia nhập vào Cửu U Cung? Tư Mã Tư nhíu mày, khóe mắt toát ra sát khí. Cửu U Cung là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả huyết tộc, các thế lực ở ngoài lãnh thổ đều xem Cửu U Cung là kẻ thù ngang ngửa vùng ngoài vũ trụ. Nhất là đế vương các có mối thù biển máu, không đội trời chung với Cửu U Cung. Trước đây khi đế vương các còn ở giai đoạn hưng thịnh, chính vì Cửu U Cung đột nhiên xuất hiện mới khiến đế vương các tổn thất hết hơn một nửa các cao thủ đại tài. Đây mới là nguyên nhân chính khiến đế vương các suy tàn cho đến nay. Nếu không nhà họ Tư Mã sao có thể thông đồng làm bậy với nhà họ Khổng với thân phận hoàng thất được chứ? Thậm chí nhà họ Chu cũng nằm giữa các thế lực. Hừ, phải thì sao, không phải thì thế nào? Nói rồi Quảng Lăng Tử liếc nhìn sang Tiêu Chính Văn. Rõ ràng còn chưa kịp làm gì Tiêu Chính Văn, mấy người họ đã bắt đầu đấu đá nội bộ. Từ lúc bắt đầu Tiêu Chính Văn vẫn thích thú nhìn ba người họ. Võ Anh Hào ở bên cạnh cũng im lặng thưởng thức trà, thỉnh thoảng còn nhìn sang phía bọn họ. Đây rõ ràng là đang xem trò cười của họ mà. Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên cũng chú ý đến thái độ không rõ ràng của Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào. Tư Mã Tư vốn dĩ đã dâng trào ý chí chiến đấu giờ mới kiềm chế cơn giận, ngồi lại chỗ của mình. Mọi người đều cũng một cấp bậc, ai đánh ai cũng sẽ không nhường nửa bước, dù có bắt tay trở thành liên minh tạm thời cũng không phải không thể phá vỡ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Tiêu Chính Văn chưa từng để tâm đến họ. Thông thường trong một liên minh, số lượng người càng nhiều ngược lại lợi ích và mâu thuẫn cũng càng phức tạp, nhất là các gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ, các bên đều có ân oán cực kỳ phức tạp, càng khó lòng mà đồng tâm hiệp lực với nhau. Các vị, mọi người bớt nói vài câu, dù sao hôm nay mọi người đều hòa bình. Thấy ba người có nguy cơ lao vào đánh nhau. Ông Cụ Thành vội đứng lên giải làm dịu bầu không khí. Vừa dứt lời, ông Cụ Thành nhìn thấy một luồng khí tức màu tím lao ra từ trong tay áo cụ ta, sau đó cả Thái Sơn đều rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó một trận pháp bảo vệ cực lớn bỗng được khởi động, trong màn sương màu tím từng tia chớp màu tím đánh xuyên qua đám mây, khí tức đó cực kỳ đáng sợ. Thấy thế mọi người đều nhìn ông Cụ Thành với vẻ kiêng dè, sau đó bình tĩnh chắp tay với nhau. Lúc này ông Cụ Thành mới hài lòng gật đầu. Vì không khó để nhận ra xung đột vừa rồi, nên dù là nhóm nhỏ ba người Tư Mã Tư cũng không phải bền chặt như thép. Nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng cùng một thuyền, mặc dù Quảng Lăng Tử chỉ có một mình nhưng cũng có cây giáo bá vương trong tay, có thể một đánh hai. Ngoài ra Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào là người điềm tĩnh nhất trong số những người này, từ đầu đến cuối không nói một lời này, chỉ lạnh lùng đứng ngoài nhìn. Thái độ của Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào ngược lại khiến ông Cụ Thành cảm thấy khá ngạc nhiên. Hai người này là người trẻ tuổi nhất trong số họ. Nhất là Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến 30 tuổi, nhưng lại có thể bình tĩnh đến thế, vẻ điềm tĩnh đó càng khiến anh trở thành sự tồn tại mà các thế tử như họ không thể sánh được. Ngay cả Thành Kế Hào cũng thầm lắc đầu ngán ngẩm, so về phong thái, đừng nhìn đám người Tư Mã Tư vừa xuất thân từ hoàng tộc, vừa xuất hiện từ các gia tộc lớn mà lầm. Họ cũng chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi trước mặt Tiêu Chính Văn thôi. Được rồi, mời mọi người di chuyển đến Vọng Tiên Lâu để bàn chuyện quan trọng, nói rồi ông Cụ Thành nhìn lướt qua mọi người bằng ánh mắt dò xét. Thấy mọi người đều đứng lên, cụ ta mới sai bước đi về phía đỉnh núi.
chỉ là khi mọi người lần lượt đi theo ông cụ Thành để đến Vọng Tiên Lâu, Tư Mã Tư nhìn Quảng Lăng Tử nói, cây giáo bá vương của anh là dựa vào thực lực của mình để có được hay người khác tặng cho thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.